chương 61. Thận trọng người. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ lục chương 11 thận trọng người nhìn nhìn, điền đường trên mặt thậm chí lộ ra kỳ quái nụ cười, đó là một loại tập vui sướng, kích động, phấn chấn cùng kim nụ cười quỷ dị. Quá một hồi lâu, nàng tài hoãn quá thần đến, nhìn kỹ những phần thưởng này. May mắn đại đĩa quay đã là bạn cũ, cho đến bây giờ, nàng tổng cộng từng chiếm được 3 lần may mắn đại đĩa quay khen thưởng, phía trước hai lần khen thưởng phân biệt là giao dịch đại sảnh cùng sớm phát động kiến tạo kỹ năng, kháng thổ đường. Lần thứ ba khen thưởng tuy rằng kết quả cuối cùng là tốt, nhưng khi đó mới vừa đánh vào khen thưởng hồi đó, điền đường nhìn chầm chầm đại mẫu trư, ba chữ nhìn rất lâu đều không có cách nào hoàn hồn, thực tại khó chịu một lúc. Cho tới vào lúc này nhìn thấy tân đại đĩa quay cơ hội, nàng tâm tình đã không có phía trước mấy lần kích động như vậy cũng thực sự là kích động không được, vạn nhất lại rút ra một con đại mẫu trư đâu. Như thế nghĩ nàng quyết định tạm thời trước tiên đem đại đĩa quay để ở một bên, chờ chốc lát nữa lại trừ. Dù sao lúc này nàng có càng để ý sự. Mang theo tâm tình kích động, điền đường thậm chí không kịp lưu ý mình còn ở trong ruộng, trực tiếp ngồi ở vừa đào ra tam thất cánh đồng thượng, mảnh đất này còn mang theo vừa đưa quá thổ nhuyễn tử, này ngồi xuống đi, nàng trên người rất nhanh dính vào không ít bùng nàng thực sự chẳng muốn đi quản loại này việc vặt, chỉ là hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điểm ra trò chơi bản. Nàng trước sinh hoạt kỹ năng tổng cộng có 6 cái, phân biệt là bào đinh, đầu bếp, khai khẩn, trồng trọt, vặt hái, dược vật, vặt hái, cây nông nghiệp, thế nhưng hiện tại ở vặt hái, cây nông nghiệp, phía dưới, có thêm một cái tên là chế dược, kỹ năng. Mở ra skill này, xuất hiện tân tảng khối, trung gian là một cái tượng bếp lò nhất dạng đông tây, bốn phía là một vòng không cách, dưới đáy còn có một quyển sách. Điền đường đầu tiên là điểm trung gian rõ ràng nhất bếp lò, clip chi hậu nhảy ra một cái tuyển hạng khuôn, mặt trên phân biệt viết khu trùng dược cùng cầm máu phấn, hiện nay cũng chỉ có này hai cái tuyển hạng. Nàng suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi điểm này hai cái tuyển hạng, mà là trước tiên đem bếp lò đóng lại, lại mở ra dưới đáy thư, không ngoài dự đoán, bên trong sách cũng chỉ có hai hiệp nội dung, chủ yếu viết khu trùng dược cùng cầm máu phấn phương thuốc trong đó cầm máu phấn phương thuốc chủ yếu nguyên liệu là tam thất cũng là nàng hiện nay nắm giữ nhiều nhất dược liệu mà khu trùng dược phương thuốc chủ yếu là khi ngưu điền đường lại quay đầu lại xác nhận một hồi cuối cùng đem phía trước lever 10 khen thưởng biếu tặng khi ngưu hạt giống cùng nơi này đối ứng thượng nàng đối thuốc đông y tịnh chưa quen thuộc phía trước nhìn thấy khi ngưu hạt giống thời điểm còn sửng sốt một chút phản ứng đầu tiên không phải vật này có hay không dược tính, mà là cái này khi ngưu cùng vinh quang buổi sáng có phải là cùng một thứ. Chỉ là mặt sau xuất hiện khen thưởng quá nhiều, cho tới nàng hoàn toàn chưa kịp đi suy nghĩ phía trước khen thưởng đến cùng có ích lợi gì. Cho đến lúc này hậu, nàng mới cuối cùng đã rõ ràng rồi khi ngưu công dụng, cũng xác nhận lần này vặt hái dược vật kỹ năng level 10 khen thưởng, cũng là đồng bộ xuất hiện khen thưởng. Kỹ năng level 10 phổ thông khen thưởng là khi ngưu hạt giống, có thể dùng với chế tác khu trùng dược, kỹ năng level 10 đặc thù khen thưởng, khu trùng dược phương thuốc cùng cầm máu phấn phương thuốc, chủ yếu dùng cho chế dược kỹ năng, mà này hai cái phương thuốc cần dược vật cũng là hiện nay nàng nắm giữ duy hai lạng loại có thể rất nhiều lượng trồng trọt dược vật. Điền Đường trong đầu nghĩ đến một đống lớn, quay đầu lại lại nhìn khen thưởng thời điểm, trái tim vẫn như cũ ầm ầm nhảy lên. Tuy rằng lần này khen thưởng là vì đồng bộ mà xuất hiện, nhưng nàng xem những phần thưởng này thời điểm, mỗi một dạng cũng làm cho nàng cảm thấy có một loại kiếm lời phiên cảm giác, cái cảm giác này quả thực so với may mắn đại đĩa quay đánh vào SSS còn muốn thoải mái. Chủ yếu là may mắn đại đĩa quay đánh vào Đông Tây cho dù tốt, vậy cũng nhất dạng, nhưng lần này khen thưởng có tới 3 loại, nếu như tính luôn lại một lần may mắn đại đĩa quay, vậy thì là tứ dạng. Sớm biết skill này khen thưởng tốt như vậy, nàng khẳng định trời vừa sáng liền gieo xuống một đống tam thất mà không phải phiền phiền nhiễu nhiễu đến hiện tại biết vậy chẳng làm a à. điền đường trong lòng vạn phần cảm khái lại nhìn mới ra đến khen thưởng vẫn như cũ cảm thấy hài lòng không được nàng lần thứ hai mở ra chế dược kỹ năng trung gian cái kia bếp lò trước tiên thử nghiệm trước chọn khu trùng dược quả nhiên nhắc nhở dược liệu không đủ có hay không dùng tiền bổ sung dược liệu nhìn thấy như vậy nhắc nhở dù cho điền đường hiện tại tịnh không phải rất thiếu tiền, trái tim vẫn như củ hội theo bản năng trừ vừa kéo, sau đó quyết định thật nhanh lựa chọn, không. Đóng lại cái này giới chi hậu, nàng lại mở ra, cầm máu phấn. Có hay không chế tác cầm máu phấn. Mỗi lần tiêu tốn. Năm văn. Là, cầm máu phấn, chính đang chế tác trung, đếm ngược 59, 58, 57. Một phút chế tác thời gian, không tính là quá lâu cũng không tính quá ngắn, gặp phải tình huống khẩn cấp phỏng chừng sẽ khá gấp, nhưng lúc này điền đường lựa chọn nhàn nhã chờ nó đếm ngược kết thúc. Rất nhanh, cầm máu phấn đếm ngược đến 10 giây trong vòng. Mãi đến tận cuối cùng một giây đếm ngược sau khi kết thúc, điền đường trong kho hàng lập tức có thêm một phần cầm máu phấn. Nàng đem cầm máu phấn từ trong kho hàng lấy ra, cầm máu phấn bên ngoài dùng bọc giấy trước, thả ở lòng bàn tay vừa vặn bàn tay như vậy lớn, mà như thế một tiểu bao cầm máu phấn chính là lần này toàn bộ thu hoạch. Điền đường kiểm lại một chút trong kho hàng tam thất, lần này nàng đến thu tam thất thời điểm, cố ý đem mình nhà kho thanh hết rồi, vì thế nguyên bản nàng trong kho hàng nên liền một cái tam thất đều không có, ngày hôm nay nàng tổng cộng thu hoạch 50 cái tam thất, nhưng hiện tại chỉ còn dư lại 45 cái, nói cách khắc chế tác này một bao cầm máu phấn, liền cần dùng đến 5 cái tam thất. Tam thất bản thân cụ có nhất định cầm máu tác dụng, thả ở khổng lồ thuốc đông y trong kho đã xem như là tốt hơn dùng cho cầm máu dược liệu nhưng thuốc đông y bản thân hiệu quả trị liệu toàn thể thiên hướng chậm coi như là tam thất cũng không ngoại lệ lần này cầm máu phấn hẳn là cô động tam thất trung cầm máu tinh hoa thành phần vì thế năm cái tam thất mới chỉ có thể được như vậy một tiểu bao trò chơi xuất phẩm nhất định là tinh phẩm điểm này điền đường xưa nay đều sẽ không hoài nghi lấy thời đại này trị liệu trình độ nàng đã có thể tưởng tượng này bao tam thất phấn lấy ra đi sẽ khiến cho bao lớn náo động nghĩ như thế nàng trước tiên đem tam thất thu vào trong kho hàng dự định chờ qua một thời gian ngắn tìm bạch quán chúng nghiên cứu một chút này bao tam thất phấn hiệu quả cùng với nàng nắm giữ tấm kia cầm máu phấn phương thuốc tác dụng lớn bao nhiêu quan trọng nhất chính là xác định tấm kia phương thuốc có phải là chỉ có dùng chế dược kỹ năng có khả năng sử dụng vẫn là ở trên thực tế cũng có thể phục khắc nàng ngồi ở trong ruộng nghĩ đến rất lâu, mãi đến tận sắc trời dần dần ngầm hạ nàng mới bò lên, một bên thu bên trong thu hoạch, một bên đem mới vừa bắt được khi ngưu hạt giống gieo xuống, chờ sau ba ngày đám này vinh quang buổi sáng thu hoạch thành thục, là có thể chế tác khu trùng dược. Ở khu trùng dược phương thuốc bên trong có thể nhìn thấy, lần này khu trùng dược chủ yếu đối dung đổ cùng sáng hữu hiệu. Hay là bởi vì khi còn bé đối khu trùng dược ký ức quá mức sâu sắc, dù cho lớn rồi, khu trùng dược điềm điềm mùi vị vẫn như cũ ở lại điền đường đáy lòng. Bởi vậy nàng đang nhìn đến khu trùng dược phản ứng đầu tiên là loại này dược nhất định phải làm ra đến, sau đó miễn phí cấp tất cả mọi người dùng. Lúc này sinh hoạt điều kiện xa còn lâu mới có được hậu thế hảo, đừng nói là ở điền gia thôn, coi như là ở những nơi khác, uống nước lạnh cũng là rất nhiều người một loại nếp sống, muốn thay đổi thói quen này rất khó, nhưng khu trùng dược vẫn là có thể làm kỳ thực điền đường mình cũng không biết khiến người ta ăn khu trùng dược đến cùng có ích lợi gì, như vậy chấp niệm chỉ có điều là trong lòng nàng một cái tuổi ấu thơ hồi ức mà thôi, nếu nàng khi còn bé tất cả mọi người đều ăn, này để điền gia thôn các thôn dân ăn khu trùng dược cũng là nên. Đem hết thảy khi ngư toàn bộ gieo xuống chi hậu, điền đường càng làm còn lại thành thục thu hoạch thu hoạch, đổi thành tân thu hoạch. Tuy rằng lần này dược vật vật hái kỹ năng thăng cấp khen thưởng rất tốt, nhưng hiện nay Điền Gia Thôn cần nhất vẫn như cũ là lương thực, bởi vậy Điền Đường vẫn còn đang tuyệt đại đa số thổ địa bên trong gieo xuống gạo, khoai lang, khoai tây, cải trắng loại này lương thực. Làm xong tất cả những thứ này, Điền Đường đi ra trong ruộng, trước mặt nhìn thấy một đám thôn dân đi tới. Nơi này chính là Thần Điền sao? Thiên, nơi này thực sự là Thần Điền ta, ta tới ban ngày xem thời điểm, nơi này còn mọc đầy thu hoạch đây, lúc này mới bao lâu, liền cũng không thấy có người nói lại quá ba ngày lại hội có một tra tân thu hoạch mọc ra đối còn sẽ mọc ra cây bông đến đến thời điểm những này cây bông hội đưa đi dệt xưởng không bao lâu nữa liền có thể chức ra không ít tân bố đến thật tốt đến điền gia thôn trước ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày dĩ nhiên hội không lo ăn không lo mặc quả nhiên ở điền gia thôn sinh hoạt cùng thần tiên tự nhiều lần ta ngủ đều sẽ cười tỉnh nghĩ mình tựa như đến tiên cảnh nhất dạng tiên cảnh hội có như vậy ngày thật tốt sao sẽ không sao không biết chưa từng thấy ta cũng chưa từng thấy điền đường nghe mấy người nói chuyện nguyên vốn còn muốn trước lặng lẽ đi ngang qua nhưng nghe bọn họ đàng hoàng trịnh trọng thảo luận tiên cảnh sinh hoạt thực sự nhịn không được cười ra tiếng này nở nụ cười cũng hấp dẫn các thôn dân chú ý Nguyên bản vừa nói vừa cười các thôn dân lập tức trở nên nghiêm túc, mặt hướng điền đường chắp tay chắp tay. Thần sử đại nhân. Thần sử đại nhân. Bên cạnh có người cao giọng phát sinh nghi vấn, mới ra thanh liền ngậm miệng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía điền đường. Điền đường cũng nhìn hắn, đối mặt của đối phương bàn cũng không quen, đoán được đối phương hẳn là vừa tới điền gia thôn không lâu, vì thế chưa từng thấy nàng. Ngược lại không là điền đường có thể tránh, chỉ là nàng cảm thấy không cần thiết đến một nhóm người liền đi gặp một mặt, ngược lại đại gia đều ở điền gia thôn, nên gặp mặt thời điểm tự nhiên có thể nhìn thấy, hết sức đi gặp một mặt trái lại có vẻ kỳ quái. Không cần sốt sắng, kỳ thực ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, điền Đường cười nói, mới tới thôn dân đi lớp học sao? Đi tới, người đối diện lập tức đứng thẳng, "Đi, đi tới, điền gia thôn lớp học rất thú vị, cùng bên ngoài lớp học không giống nhau lắm." chúng ta cũng học được rất nhiều tân đông tây. Muốn hảo hảo học tập a, Điền Đường vẫn như cũ mặt mỉm cười, sau đó trong thôn còn có thể có thật nhiều chiêu công, chỉ có khảo thí hàng đầu người mới có thể bị chiêu trung, một khi chiêu thượng, mỗi tháng đều có cố định tiền lương, thần nữ luôn luôn coi trọng những này, người thông minh càng nên cố gắng nữa một ít. Vâng, chúng ta rõ ràng. Điền Đường nhìn mấy người, thấy những người này vẫn như cũ gò bó, không nói thêm gì, gật gật đầu liền từ bọn họ bên cạnh đi qua hơi hơi đi xa chi hậu nàng nghe đến phía sau mấy người đang nhẹ nhàng nói chuyện thần sử đại nhân tuổi thật nhỏ a à? thần sử đại nhân là chịu đến thần nữ quan tâm người toàn bộ điền gia thôn chỉ có nàng mới có thể cùng thần nữ giao lưu cùng nàng tuổi không quan hệ ta trước cho rằng thần sử đại nhân là người trưởng thành không nghĩ tới đã vậy còn quá tiểu hơn nữa còn như thế thận trọng không trách nàng sẽ bị thần nữ chọn lửa, trở thành thần sử đại nhân đâu. Điền đường từ từ đi xa, mấy người đối thoại cũng từ bên tai nàng biến mất. Lúc này, thận trọng thần sử đại nhân chính đang suy tư muốn làm sao lấy ra lần này, may mắn đại đĩa quay. Nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước. Làm sao mới có thể để mình âu một điểm đâu? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 bị đóng sầm cửa trước mặt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 62. bị đóng sầm cửa trước mặt. May mắn đại đĩa quay điền đường quay về trước mắt đại đĩa quay rơi vào trầm tư. Đây là nàng lần thứ bốn lấy ra. May mắn đại đĩa quay. Dù cho lần thứ ba là tình huống như vậy, hiện trong lòng nàng vẫn như cũ có chút kích động. Mang theo phần này tâm tình kích động, nàng mở ra đại đĩa quay, click trừ. Hy vọng vận may. Điền đường nhìn chầm chầm quen thuộc đại đĩa quay, tầm mắt đảo qua đại đĩa quay thượng nhất dạng lại nhất dạng khen thưởng, trong này có một ít thứ tốt, nhưng càng nhiều đều là tương tự với lần trước đại mẫu trư, thậm chí so với đại mẫu trư càng kém đông tây. Nàng lần này yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể đánh vào so với đại mẫu trư đồ tốt là được rồi. Đại đĩa quay lần thứ hai lăn lên, lần này nàng là triệt để nhắm hai mắt lại, đợi được cảm thấy không sai biệt lắm đã mở thưởng thời điểm, nàng mới mở mắt ra chúc mừng ngoạn gia hoạch được thưởng ngư đường tiểu một ngư đường đây là thứ tốt a à. điền đường mở ra nhà kho nhìn thấy xuất hiện ở trong kho hàng tân đông tây trong lòng có chút mỹ tư tư đối lần này đánh vào khen thưởng rất hài lòng nhưng lại luôn cảm thấy tựa hồ nơi nào không đúng lắm suy nghĩ một chút điền đường mở ra khu an toàn tìm một cái đối lập hẻo lánh địa phương đem tân bắt được tay ngư đường thu xếp xuống chờ đến đem ngư đường để tốt chi hậu, điền đường mới phản ứng được trước cảm thấy không đúng nguyên nhân là cái gì. Ngư đường A, nếu là ngư đường, tự nhiên là nuôi cá địa phương, khả năng hiện tại cũng chỉ có ngư đường, không có ngư, vậy này cái ngư đường thả ở nơi đó có ích lợi gì? Điền đường ngồi ở chỗ đó, nhìn chầm chầm khu an toàn địa đồ nhìn rất lâu, đều không nghe thấy tân tiếng nhắc nhở, nói cách khác lần này đánh vào ngư đường tới đây liền sống chết mặt bay, không giống lần trước như vậy, đánh vào đại mẫu trư chi hậu còn ra cái động vật sách tranh vì để tránh cho bỏ qua tân nhắc nhở điền đường lại đợi một hồi lâu mới rốt cuộc xác nhận nguyên lai lần này ngư đường khen thưởng thật sự chấm dứt ở đây nàng đánh vào một cái ngư đường nhưng mà không có ngư rõ ràng trước dưỡng động vật nhỏ thời điểm sẽ chủ động nhảy ra động vật nuôi trồng căn cứ cùng động vật sách tranh như vậy khen thưởng một mực lần này chỉ có ngư đường không có ngư tương đương với lần này đánh vào ngư đường chính là cái xem xét cảnh khu mà thôi điền đường bất đắc dĩ phù ngạch quên đi nhân gia tốt xấu là một cái ngư đường tuy rằng không có đồng bộ cá bột cũng ít nhiều có chút tác dụng chờ quay đầu lại nàng cấp cái này ngư đường phối một ít cá bột là tốt rồi xác nhận lần này hết thảy khen thưởng điền đường mở ra giao dịch đại sảnh nhà kho cùng với nhiệm vụ của nàng tình huống lại nhìn một chút nàng hiện tại nắm giữ ngạch trống Lever năm thôn xóm nhiệm vụ còn kém thôn dân, nhà gỗ. Vừa vặn tiền trong tay của nàng cùng với trong kho hàng gỗ đều đủ, đơn giản liền đem còn lại 10 đống nhà gỗ cùng giếng nước kiến hảo, như vậy chờ đến thời điểm phong thu trấn trở lại nhân thời điểm, là có thể trực tiếp thăng cấp. Đến lúc này mới thôi, điền gia thôn kiến trúc tổng cộng có. Nhà gỗ 200 đống, lớp học 3 cái, giếng nước 2 cái, hố rác 1 cái, cầu nối 1 tòa, dệt xưởng 1 cái, trá du xưởng một cái. Cùng với thôn dân tự kiến đậu hũ xưởng cùng xà phòng xưởng cắt một cái. Nhà gỗ chủ yếu chia làm lão một ốc cùng tân nhà gỗ, trong đó lão một ốc số lượng cố định, tổng cộng có 40 đống, tân nhà gỗ số lượng cho tới bây giờ tổng cộng 160 đống, những này trong nhà gỗ, chỉ có 145 đống trong nhà gỗ có người, mà vào ở tân nhà gỗ thôn dân có 450 hơn người, tương đương với bình quân mỗi đống trong nhà gỗ ở người là ba cái cho tới bây giờ điền gia thôn hầu như hết thảy thôn dân cũng đã vào ở tân nhà gỗ còn lại mười mấy người thì lại bởi vì các loại nguyên nhân không thể không ở lại lão một trong phòng sau đó cũng hầu như không thể chuyển tới tân nhà gỗ điền đường tính toán rõ ràng những này số liệu chi hậu lại mở ra khu an toàn địa đồ khoảng cách trước tuyên bố nhiệm vụ mới để các thôn dân dời núi đã qua có một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này điền gia thôn thôn xóm đẳng cấp từ 3 cấp lên tới cấp 4, bây giờ lập tức liền đến level 5. Từ khu an toàn trên bản đồ xem, ở vào điền gia thôn vị trí trung tâm mấy tòa núi nhỏ đã không sai biệt lắm bị dọn dẹp sạch sẽ, vì điền gia thôn trung tâm đằng ra không ít không gian, chỉ cần mấy ngày nữa, này bộ phận không gian là có thể triệt để đằng đi ra dùng làm hắn đồ. Hiện tại ruộng tốt vị trí, chu vi một vòng cũng vẫn có người ở thanh lý, đến hiện tại cũng dọn dẹp ra rất lớn một mảnh, coi như lại chứa chấp được hai khối ruộng tốt cũng không thành vấn đề. Này chút Đông Tây Đô Thanh Lý sau khi đi ra có thể phát hiện, điền gia thôn địa thế kỳ thực không như trong tưởng tượng như vậy chót vót, đặc biệt đương các thôn dân đem vị trí trung tâm những này núi nhỏ Thanh Lý sau khi đi ra, càng có thể cho thấy điền gia thôn nguyên bản gián dấp. Tổng thể tới nói, điền gia thôn đối lập vẫn tương đối bằng phẳng, coi như sau đó điền gia thôn lại mở rộng, nơi này cũng có thể thuận thế kéo dài chứa chấp được có đủ nhiều người nàng dự định chờ qua một thời gian ngắn nữa điền gia thôn trung tâm mảnh này lại thanh lý đi một ít chướng ngại vật chi hậu liền đem lò gạch lấy ra nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ tỉ mỉ có nhiều vấn đề đem nàng có thể nghĩ đến phương hướng đều nghĩ tới chi hậu mới quang lên chơi game bản nằm xuống ngủ cùng lúc đó khe lâm huyện lâm đại nhân chúng ta đến thị trấn trực tiếp tiến vào thị trấn đi, người chiếu cái này bái thiếp địa chỉ đi tìm Lâm Thành Phúc ngồi ở trong xe ngựa, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bái thiếp đưa ra đi, giao cho Mã Phu trong tay. Mã Phu tiếp nhận liếc mắt nhìn, hắn cũng không thể hoàn toàn xem hiểu mặt trên tự, nhưng cũng có thể thấy rõ Đại Khái thực sự không được, chiếu bái thiếp thượng viết danh tự tìm hình dạng tương tự phủ đệ là được. rất nhanh, xe ngựa đi tới Lâm Thành Phúc phương muốn tìm. Hắn từ trên xe ngựa ôm một cái cái hộp nhỏ, đứng dậy đi xuống xe ngựa, dặn dò mã phu ở bên ngoài phủ chờ hắn, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Trước mắt phủ đệ cũng không lớn, ở toàn bộ Khê Lâm huyện xem, tòa phủ đệ này nhiều lắm chỉ là một cái nho nhỏ phủ đệ. Lâm Thành Phúc sau khi gõ cửa, bên trong rất nhanh đã có người tới mở cửa. "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Tại Hạ Lâm Thành Phúc, thủ phong thu trấn lý chính nhờ vả đặc biệt tới đây, muốn gặp một lần quý phủ cổ lão gia không biết cổ lão gia có rảnh hay không phong thu trấn đến đối phương nhìn chằm chằm lâm thành phúc trên dưới nhìn một hồi lâu mới nói chuyện với hắn được ngươi ở đây chờ trước ta đi thông báo còn chúng ta lão gia có rảnh rỗi hay không chờ ta thông báo lại đây lại nói đối phương hướng về trong phòng lúc đi còn thuận tiện đem cửa lớn một lần nữa đóng lại lâm thành phúc thấy đối phương như vậy thái độ đột nhiên có một loại cổ lão gia hay là sẽ không thấy cảm giác của hắn. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng không có đến tuệ cùng không phải người mức độ, bây giờ chỉ có thể làm từng bước chờ ở ngoài cửa, xem cổ lão gia có nguyện ý hay không thấy hắn, nếu là nguyện ý, bằng hắn miệng lưỡi, phải làm có thể thuyết phục cổ lão gia mua hắn mang đến xà phòng. Hắn đứng cửa đợi một hồi lâu, cửa lớn mới một lần nữa mở ra, lần này cùng vừa nãy nhất dạng vẫn như cũ chỉ là một cái khe trong giây lát này lâm thành phúc liền biết hắn triệt để không hy vọng quả nhiên bên trong người mở miệng xin lỗi bây giờ sắc trời đã tối chúng ta lão gia đã ngủ đi ngươi nếu là có sự ngày mai trở lại đi có điều đến thời điểm chúng ta lão gia cũng không nhất định ở ngươi biết những ngày qua chúng ta lão gia suốt ngày bôn ba lao lực thực sự không rảnh bận tâm cái khác lâm thành phúc chính dễ nói chuyện đối phương lại vứt ra một túi đông tây chính vừa vặn ngã tại lâm thành phúc dưới chân chúng ta lão gia ngủ phu nhân nghe nói ngươi là phong thu trấn lý chính phái tới cố ý để ta đưa lên lương thực phong thu trấn việt toàn bộ khê lâm huyện đều nghe nói chúng ta phu nhân cũng rất đồng tình này túi lương thực xin ngươi mang đi giao cho phong thu trấn lý chính cũng coi như là chúng ta một phen nho nhỏ tâm ý nói xong cửa lớn lần thứ hai bị khép lại mà lần này cánh cửa này lại chưa từng mở ra lâm thành phúc đứng tại chỗ cúi đầu nhìn dưới chân lương thực trong lòng có chút dở khóc dở cười hắn nghĩ tới mình nhìn thấy cổ lão gia chi hậu sẽ gặp phải vấn đề khó có thể sẽ chịu đến cổ lão gia làm khó dễ nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới mình thậm chí ngay cả cổ lão gia đều không có thấy liền ăn bế môn canh này một túi nhỏ lương thực tâm ý lâm thành phúc không lưng nhấc lên lương thực điên điên trước tiên không nói bên trong đến cùng bày đặt cái gì liền nói này túi lương thực trọng lượng cũng thật là một phen cẩn thận ý phu xe đứng ở đằng xa thấy lâm thành phúc không lưng nhấc lên túi chủ động tiến lên lâm đại nhân cần ta hỗ trợ sách sao cầm đi lâm thành phúc đem lương thực giao cho phu xe trong tay nếu là cổ lão gia tâm ý chúng ta đương nhiên phải lấy về giao cho chu thúc mới được nếu như không phải trên đường không cẩn thận trì hoãn quên đi cổ lão gia rõ ràng là tránh chúng ta liền coi như chúng ta đến sớm hắn cũng còn có những lý do khác tránh mà không gặp sớm tới chậm đến đều giống nhau phu xe đem túi ôm vào trong ngực ngửa đầu nhìn đứng trên bậc thang lâm thành phúc vậy chúng ta hiện tại phải như thế nào lâm thành phúc giơ tay lên bên trong hộp nhìn kỹ trước cao mày bây giờ đúng là có một ít không có manh mối kỳ thực nếu như cổ lão gia bằng lòng gặp chúng ta ta nhất định có thể thuyết phục hắn nhưng hắn hiện tại liền thấy cũng không thấy ta này muốn như thế nào cho phải? Phu xe lẳng lặng mà nhìn hắn, chờ Lâm Thành Phúc mình làm quyết định. Lâm Thành Phúc đứng ở nơi đó nghĩ đến rất lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Phu xe lập tức sốt sắng mà nhìn Lâm Thành Phúc. Lâm Thành Phúc cười điên điên trong tay hộp. Đi thôi, chúng ta về phong thu trấn, đối với chuyện này, ta đúng là không thể ra sức thế nhưng ta nghĩ nàng nhất định sẽ có biện pháp, là nàng, nhất định sẽ có biện pháp. Phu xe nhìn Lâm Thành Phúc kích động dáng vẻ, không nhịn được mở miệng hỏi một câu, kết quả được nhưng là Lâm Thành Phúc mang theo nụ cười ý vị thâm trường, hắn vẫn không thể nào hỏi lên để Lâm Thành Phúc như thế kích động người là ai. Thần sử đại nhân, ngài tin. Mai Kỳ đem bằng phản phong thư đưa cho Điền Đường. Tin. Điền Đường hiếu kỳ hỏi ngược lại, vật này đối với nàng mà nói, thực tại là có chút ngạc nhiên. Vâng, đây là phong thu trấn đến tin, truyền tin đến người để ta nhất định phải đem thư tự tay giao cho ngài trong tay, nói là này tin vô cùng quan trọng. Điền đường mang theo hiếu kỳ từ mai kỳ trong tay tiếp nhận tin, mở ra lấy ra bên trong giấy viết thư. Đang nhìn đến giấy viết thư bên trong viết chữ phồn thể thì, nàng luôn cảm thấy con mắt có chút đau, tuy rằng nàng nhận thức chữ phồn thể, nhưng làm cho nàng hoàn chỉnh đem một phong thư xem hạ xuống, vẫn là dù sao cũng hơi vất vả cũng may này phong nội dung bức thư đã làm hết sức hàng ngày khẩu ngữ hóa điền đường nhìn hai lần rốt cục xem hiểu mặt trên viết nội dung nàng thoáng suy nghĩ một chút ngẩng đầu đối mai kỳ nói chuyện ngươi để truyền tin đến người kia hơi hơi chờ chút chờ một lúc ta với hắn cùng đi trên trấn xà phòng chuyện làm ăn a à. điền đường đem thư chiết hảo lại thu hồi phong thư bên trong Lần này Lâm Thành Phúc đi Khê Lâm huyện gặp phải bế môn canh sự ở bất ngờ, cũng nằm trong dự liệu. Bất ngờ là chỉ nguyên bản Lâm Thành Phúc đi Khê Lâm huyện thời điểm tự tin mãn mãn, e sợ làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải bế môn canh. Trong dự liệu nhưng là vị kia cổ lão gia thái độ, đối phương bày ra thái độ như vậy, mang ý nghĩa quản thời gian trước nàng để chu lý viễn tỏa ra lời đồn đã mới hiện ra hiệu quả, ở Khê Lâm huyện người xem ra phong thu trấn như coi là thật như đồn đại trung như vậy kém lâm thành phúc mang theo chu lý viễn đi tìm đến cửa ngoại trừ tống tiền không có thứ hai khả năng ăn được bế môn canh tự nhiên không thể bình thường hơn được bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 63 biết được con đường bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 63 biết được con đường chúa công Điền đường vừa vặn xuống xe ngựa, nghe được này một tiếng suýt chút nữa không dẫm ổn. Gọi này một tiếng lâm thành phúc liền đứng trên xe ngựa, đang muốn đưa tay đến phù, thấy điền đường ở trên xe ngựa đứng lại bất động, không nhịn được nghi hoặc nhìn nàng. Điền đường đơn giản là ở chỗ đó ngồi sổng xuống. Lần trước Lâm Thành Phúc gọi này một tiếng thời điểm, nàng chỉ lo trước cân nhắc sắp xếp như thế nào người này, đều không có quá để ý tiếng gọi này, vào lúc này lại nghe được, luôn cảm thấy tiếng gọi này là lạ, hơn nữa không tên có một loại nàng ở xem tam quốc diễn nghĩa cảm giác. Nàng giác đắc mình không phải rất thích hợp cái này cổ bên trong cổ khí họa phong. Cái kia, chúng ta thương lượng dưới, thay cái xưng hô được không? Này thuộc hạ nên xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phúc chân thành hỏi. Điền đường chăm chú suy nghĩ một chút. Ngươi có thể gọi tên ta, hoặc là cùng những người khác nhất dạng gọi ta thần sử đối lập chúa công cái này ở trong đầu của nàng đã có định nghĩa danh tự vẫn là thần sử danh xưng này khá là quen thuộc điểm thấy lâm thành phúc đang suy tư điền đường lại mở miệng có điều thần sử danh xưng này xác thực không thích hợp ở điền gia thôn ở ngoài gọi vì thế ở bên ngoài ngươi gọi ta điền đường là được người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết câu nói này ra khẩu lâm thành phúc lập tức lộ ra rõ ràng vẻ mặt phải điền đường thở vào nhẹ nhõm đang muốn xuống xe ngựa đột nhiên nhớ tới cái gì ta liền không xuống xe ngựa nghe nói ngươi ngày hôm qua đi tới một chuyến khê lâm huyện không thể chiếm được hảo vừa vặn lúc này cùng đi khê lâm huyện đi lâm thành phúc ngạc nhiên thế nhưng chu thúc còn đang đợi trước ngày đi vào này không có chuyện gì điền đường xoay người từ trên xe ngựa mang đến đến một người để chu phong một cùng hắn cha ngoạn chúng ta đi trong huyện làm chính sự Lâm Thành Phúc lúc này mới phát hiện nguyên lai like Chu Phong Một cũng ở trên xe ngựa. Mà Chu Phong Một đột nhiên bị đưa xuống xe ngựa, cũng là một mặt không vui. Ta nghĩ ở trong trường học đọc sách, ta muốn thi chủ. Không được, ngươi nhất định phải đem cơ sở tự cho ngươi cha dạy dỗ, điền đường nghiêm mặt, nhìn thấy Chu Phong Một thở phì phò vẻ mặt, tiếp tục nói, chờ ngươi đem ngươi cha dạy dỗ, mặc kệ lúc nào trở lại, ta cho ngươi đơn độc mở một lần khảo thí chu phong một sắc mặt lập tức chuyển âm vi tình thật chứ điền đường gật đầu coi là thật vậy chúng ta ngoéo tay chu phong một lập tức đưa tay lâm thành phúc nhìn hắn như vậy vội vã muốn động thủ ngăn lại kết quả điền đường đã đưa tay ra cùng chu phong một kéo lên sau đó ở điền đường một mặt ghét bỏ trong ánh mắt hai người hoàn thành thuộc về bọn họ ước định này nói xong rồi không cho lừa người buông tay ra thời điểm Chu Phong một cả người đều tươi sống lên, xoay người liền hướng trong nhà chạy, chạy hai bước khiêu một bước, bính trước hướng về trong nhà đi, cha, 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 ta lại tới nữa rồi. Lâm Thành Phúc mờ mịt nhìn Chu Phong một chạy xa bóng lưng, lại quay đầu lại nhìn Điền Đường. Điền Đường ngoan ngoãn tồn ở nơi đó, nhìn Lâm Thành Phúc trừng mắt nhìn. Chưa từng thấy ngoéo tay ước định tiểu bằng hữu sao. Nói xong, Điền Đường xoay người tiến vào xe ngựa, quay lưng trước cấp lâm thành phúc lưu câu tiếp theo. Trên lệch thời gian không nhiều liền đi trong huyện đi, hiện tại không đi nữa liền chậm. Lâm thành phúc nghe được câu này, rốt cục hoàng hồn, lại nghĩ khởi điền đường phía trước, không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt, hắn không phải chưa từng thấy ngoéo tay tiểu bằng hữu, mà là chưa từng thấy điền đường như vậy tiểu bằng hữu. Lúc trước hắn mới vừa nhìn thấy điền đường thời điểm, người này chính là một bộ thành thục thận trọng dáng dấp, hơn nữa chi hậu nàng ung dung đem phong thu trấn phụ cận này oa thổ phỉ tiêu diệt thậm chí trong quá trình này đều không có bại lộ quá cùng phong thu trấn có quan hệ mảy may để hắn không nhịn được đối điền đường nhìn với cặp mắt khác xưa tuy rằng lúc trước việc cướp sau suy đoán của hắn bị điền đường toàn bộ phủ định nhưng từ chuyện sau đó có thể thấy được hắn suy đoán nên tuyệt đại đa số đều nói đến đốt lại đến lúc sau hắn biết rồi điền đường thân phận càng là đối cái này mới nhìn qua còn tuổi nhỏ tiểu cô nương cực kỳ kính nể kết quả hắn nhìn thấy gì ngoéo tay ước định chu phong một tiểu tử này thật là có thể a à, dĩ nhiên có thể làm cho điền đường với hắn ngoéo tay ước định hơn nữa lại vẫn là ước định cái gì khảo thí thời gian hắn đến cùng có biết hay không có thể cùng điền đường ước định ý vị như thế nào lâm đại nhân chúng ta muốn xuất phát sao Mang Lâm Thành Phúc vẫn như cũ là ngày hôm qua người phu xe kia, thấy Lâm Thành Phúc vẫn như cũ lạnh ở tại chỗ, không nhịn được tiếng lên hỏi dò. Lâm Thành Phúc từ trong khiếp sợ hoàng hồn, lập tức sừng sộ lên. Ân, lên đường đi. Hắn xoay người đạp lên xe ngựa, lên xe trước, hắn quay đầu lại liếc nhìn điền đường xe ngựa, trước Chu Phong một xuống xe ngựa thời điểm, hắn tự hồ nhìn thấy này chiếc xe ngựa bên trong còn có người, chỉ là không biết là người nào, thậm chí ngay cả một mặt đều không có lộ. Mang theo như vậy nghi hoặc, Lâm Thành Phúc tọa lên xe ngựa. Lần này đi Khê Lâm huyện so với hôm qua muốn thuận lợi rất nhiều, vào buổi trưa, bọn họ cũng đã đến Khê Lâm huyện ngoại, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh sẽ có thể đi vào Khê Lâm huyện. Lâm Thành Phúc xốc lên xe ngựa màn xe nhìn ra phía ngoài, một chiếc xe ngựa khác thì ở phía trước, cũng không biết điền đường đến cùng có biện pháp gì, có thể nhìn thấy cổ lão gia lâm thành phúc ngày hôm qua về phong thu trấn chi hậu liền vẫn đang suy nghĩ vấn đề này khả nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đến muốn như thế nào giải quyết cái này khốn cảnh hắn thậm chí nghĩ tới có phải là muốn trước tiên tìm người xác nhận cổ lão gia ra ngoài thời gian sau đó hắn chặn ở cửa chờ nhân đi ra thậm chí gặp mặt chi hậu muốn làm sao tán gẫu hắn đều muốn rất nhiều phiên bản hắn còn muốn quá nếu như điền đường hỏi hắn có thể đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra như vậy hắn cũng có thể tạo được tác dụng nhất định cũng không định đến điền đường đến phong thu trấn chi hậu thậm chí đều không hề ngồi xuống với hắn tán gẫu liền trực tiếp trở về xe ngựa hướng về trong thị trấn đến lâm thành phúc sốt sắng mà cầm lấy trong xe ngựa đầu gỗ hắn biết mình mặc dù có thể được điền đường tán thành cũng là bởi vì lần trước diệt cướp chi hậu hắn nói những câu nói kia hắn cũng vẫn luôn giác đắc mình rất thông minh thế nhưng cùng điền đường so sánh hắn lại giác đắc mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Lần này nếu như hắn đầy đủ thông minh, hay là có thể nghĩ ra càng tốt hơn phương pháp mà không phải cầu viện điền đường hỗ trợ. Vào lúc này thời gian, xe ngựa rốt cục lái vào khe lâm huyện. Lâm Thành Phúc lại nhìn thời điểm, xe ngựa đứng ở một cái khách sạn trước. Hắn vội vã xuống xe, đi tới điền đường xe ngựa ngoại, đang muốn nói một chút cổ lão gia gia phủ đệ phương hướng, xe ngựa mạnh lại đột nhiên sốc lên, từ bên trong đi ra từ trên xuống dưới cô gái mặc áo trắng lâm thành phúc theo bản năng lùi về sau hai bước dụi dụi con mắt hướng về bốn phía nhìn lại hắn có phải là cùng sai xe ngựa đang lúc này lâm thành phúc nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc từ trong xe ngựa hạ xuống điền đường đi xuống xe ngựa hướng về phía lâm thành phúc nở nụ cười còn không mau đuổi tới lâm thành phúc vội vã cúi đầu đuổi tới đoàn người tiến vào khách sạn kêu mấy gian phòng hảo hạng trụ hạ, khách sạn trưởng quỹ thấy mấy người như vậy, biểu hiện cũng đều hết sức ân cần, đặc biệt đối đi ở trước nhất cô gái mặc áo trắng biểu hiện cực kỳ ân cần. Điền đường đi ở phía sau, trên người ăn mặc cũng không nổi bật, tự nhiên bị xem là nha hoàng, bị lơ là ở một bên. Lâm Thành Phúc có đầy bụng vấn đề muốn hỏi, cũng không thể đụng với điền đường lạc đàn thời điểm, chỉ có thể đàng hoàng cùng ở phía sau mãi đến tận đám người bọn họ toàn bộ ở trong khách sạn thu xếp hạ xuống. Bên trong gian phòng, khách sạn người vừa đóng cửa ly khai, Lâm Thành Phúc còn không câu hỏi, cái kia đem mình bao vây chặt chẽ cô gái mặc áo trắng liền hất mở đầu trên đỉnh màu trắng duy mũ, thật dài thở ra một hơi. Lúc trước nàng khoác một thân phiêu giật bạch y, lại thêm đỉnh đầu duy mũ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này nàng đem duy mũ sốc lên, càng làm y phục trên người ôm vào trong ngực, đã cùng trước tựa hồ mang theo tiên khí dáng dấp hoàn toàn đáp không lên một bên, dù là ai nhìn cũng không thể đem hai người xem thành một người. nàng ngẩng đầu, hướng về phía Điền Đường lộ ra nụ cười. Tiểu Muội, ta vẫn thế nào? Còn có ta, Tiểu Muội, ta nhìn Tượng không giống gia đình giàu có nha Hoàng. Tượng, Điền Đường cũng cười, Cúc Hoa tỷ nhìn quả thực như là tiên nữ hạ phàm, Hoa Đào tỷ cũng là, vẫn đều cực kỳ tốt, nói với ta yêu cầu giống như đúc lâm thành phúc nghe điền đường đối hai người xưng hô nhớ tới điền đường ở điền gia thôn tựa hồ có mấy cái tỷ tỷ, trong đó hai cái tựa hồ liền gọi điền cúc hoa cùng điền đào hoa nghĩ đến chính là trước mắt hai người chỉ là hắn vẫn là không rõ bạch điền đường như thế làm mục đích nhìn điền đường tìm kiếm giải thích nghi hoặc ngươi đi theo ta đi xem ta như thế nào làm nhớ kỹ ta cách làm quay đầu lại gặp lại tương tự sự ngươi có thể y dạng họa hồ lô điền đường nói ra hiệu Lâm Thành Phúc theo nàng cùng ra ngoài. Lâm Thành Phúc lập tức đi theo điền đường phía sau. Điền đường đi tới khách sạn đại sảnh, tìm tới khách sạn trưởng quỷ. Muốn phiền phức trưởng quỷ tìm người đưa nó điêu thành hoa. Đây là Ngọc. Trưởng quỷ nắm trong tay xà phòng, theo bản năng hỏi dò. Tự nhiên không phải, đây là chúng ta tiểu thư cố ý tìm người mua được xà phòng, tẩy thì thuận hoạt, thời gian sử dụng mùi hoa phân tán, sau khi tắm xong có thể khiến người ta da như mở đông, cũng không biết là nhà ai lại bán. Này một khối liền muốn 50 văn, trưởng quỷ tìm người điêu hảo, còn lại khả ngàn vạn không thể mất rồi, ta giữ lại còn có thể sử dụng. Điền đường hơi ngửa đầu, lộ ra một chút chiếm tiểu tiện nghi đắc ý vẻ mặt. Trưởng quỷ xem trong tay đông tây làm khó dễ không ngớt. Khả vật này muốn làm sao điêu A. À. Liền cùng điêu cây cải cũ nhất dạng, vật này là nhuyễn, không khó điêu khắc chưởng quỷ chỉ để ý gọi nhân đi làm làm tốt tiểu thư của chúng ta nhất định đại đại có thưởng nói điền đường lại thấp giọng lầm bầm vật này tốt như vậy nếu không là tới nơi này nhân sinh không quen cũng không cần tìm ngươi chưởng quỷ cười ngây ngô chỉ đương không nghe thấy hắn càng tò mò trong tay đông tây đến cùng là cái gì không lo được lưu ý điền đường thái độ lập tức gật đầu đồng ý điền đường lại tam xác nhận chi hậu mới mang theo lâm thành phúc xoay người ly khai Lâm Thành Phúc không nhịn được nhìn về phía Điền Đường. Đi ra trưởng quỹ tầm nhìn chi hậu, Điền Đường quay đầu lại. Tìm mấy người đi theo nhân nói một chút ở trong khách sạn nhìn thấy thú vị sự tình. Lâm Thành Phúc hơi trợn mắt lên. Thần sử đại nhân là muốn mượn khách sạn lão bản tay tuyên truyền cho chúng ta xà phòng. Trước là ta nghĩ xóa, Điền Đường chủ động nói, trong thời gian ngắn xà phòng không nên lấy phong thu trấn danh nghĩa mở rộng, ngươi tìm mấy người, hóa trang thành thương nhân gián dấp, đem xà phòng đẩy ra ngoài, còn các ngươi trước nhắc tới cổ lão gia, tạm thời cũng không muốn tiếp xúc. Lâm Thành Phúc xác thực thông minh, Điền Đường chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, hắn cũng đã nghe rõ ràng. Phong Thu Trấn sau đó muốn ngủ đông, tạm thời xác thực không thích hợp quá mức lộ liễu, còn xà phòng, ta khiến người ta đi nhiều nữ nhân địa phương tán gẫu xà phòng sự. Điền Đường gật đầu. Trong thời gian ngắn dùng cái này mánh lới tuyên truyền, có thể hãy mau đem xà phòng đẩy ra ngoài, chờ đám này xà phòng đẩy gần đủ rồi, ngươi tìm người thế một hồi công tác, đi điền gia thôn học một khoảng thời gian, lấy năng lực của ngươi, chỉ cần có thể kiên trì từ sáng sớm vẫn đi học đến tối, tin tưởng nếu không mấy ngày liền có thể học ra một ít thành tích. Lâm Thành Phúc trịnh trọng gật đầu. Thuộc hạ rõ ràng. Điền Đường lại nhìn hắn mỉm cười. Chuyện lần này, ngươi thấy rõ. Lâm Thành Phúc nghiêm nghị kéo da hổ xả đại kỳ điền đường nhíu mày lâm thành phúc vội vã đổi giọng chúng ta xà phòng vật như vậy xác thực mới mẻ chỉ có điều thiếu một cái để người biết được con đường như thế làm mục đích theo ta tìm cổ lão gia nhất dạng nhưng như vậy hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn là ý nghĩ của ta chật hẹp này chi hậu chuyện này liền giao cho ngươi sau đó hẳn là sẽ không lại có vấn đề chứ điền đường dò hỏi lâm thành phúc bật cười tự nhiên, thần sử đại nhân yên tâm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Trong thôn xóm tâm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 Trong thôn xóm tâm, ngươi mua được xà phòng sao? Ai u, ta còn không mua được đây. Này đều tìm rất nhiều nhà, đều nói không có xà phòng, cũng không biết nên đi nơi nào mua. Ai, ta cũng không mua được, đều đang nói xà phòng hảo, ngươi cũng đắc đem đồ vật lấy ra đi, lần này được rồi, toàn bộ Khê Lâm huyện đều biết xà phòng là đồ tốt, khả cũng không ai biết vật này đến cùng muốn đi nơi nào mua a. À. Các ngươi nói, cái kia xà phòng thật sự tốt như vậy dùng sao? Dùng tốt, ta có cái tiểu thư muội mua được, này xà phòng đặc biệt đẹp đẽ, nhìn cùng khối ngọc tự, còn có thể rửa tay rửa mặt đây nói là giặt xong chi hậu thật giống xác thực so với trước đẹp đẽ chút. Đối lập lúc này phổ biến sử dụng thanh khiết đồ dùng, xà phòng thanh khiết năng lực xác thực xảy ra sắc một ít, điều này cũng làm cho liên quan với xà phòng đồn đại càng ngày càng khuếch đại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Khê Lâm huyện liền truyền lưu ra các loại liên quan với xà phòng, cố sự, có chút cố sự đến từ Lâm Thành Phúc, nhưng cũng có một chút là người khác thuận miệng nói, chuyện có thêm cũng đã biến thành chuyện thật mà theo liên quan với xà phòng đồn đại càng ngày càng nhiều lâm thành phúc người chỉ cần cầm xà phòng hướng về này vừa đứng không bao lâu nữa trong tay xà phòng liền có thể tiêu thụ hết sạch có điều lúc này điền đường từ lâu trở lại điền gia thôn trước lâm thành phúc tin đến thật vội nàng không nghĩ quá nhiều liền mang theo điền cúc hoa cùng điền đào hoa ra điền gia thôn cho tới điền cúc hoa trên người phiêu giật quần áo kỳ thực dùng chính là bình thường nhất màu trắng sợi bông chế thành chỉ là sợi bông điệp vài tầng, Lisa xem sẽ cảm thấy y phục kia đặc biệt khác với tất cả mọi người. Lúc đó ở khách sạn ngoại, Lâm thành phúc cũng bởi vì Điền Cúc Hoa quần áo khiếp sợ quá một lần, cũng may để sát vào xem rất dễ dàng liền phát hiện vấn đề, nhưng cũng để hắn không nhịn được cùng Điền Đường nói tới việc này, đối Điền Đường dùng sợi bông chế thành phiêu giật y vật biểu thị thâm phục. Có điều Điền Đường chờ người cũng không có ở Khê Lâm huyện trụ quá lâu, bọn họ chỉ là ở trong khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, ở khách sạn cùng trong huyện trên đường cá nhân cũng không nhiều thời điểm, điền đường mang theo điền cúc hoa đi ra ngoài đi rồi một tiểu quyển, bị người chú ý tới đồng thời, cũng không sẽ khiến cho hoài nghi. Chi hậu, bọn họ liền lại làm xe ngựa trở về. Cho tới khi Lâm huyện bên kia đến tiếp sau xà phòng chuyện làm ăn, thì lại toàn quyền giao cho Lâm thành phúc phụ trách. Điền đường, ngươi cảm thấy cái này thế nào bất tri bất giác lữ ôn dung ở trong trường học thời gian cũng đã quá hảo ít ngày bạch gia phụ tử từ vừa mới bắt đầu không quen đến hiện tại từ từ quen thuộc lữ ôn dung tồn tại rảnh rỗi thời điểm này một nhà ba người còn có thể tụ tập cùng một chỗ thảo luận học nghiệp đề tài điền đường vẫn như cũ là tình cờ đến trường học xem trên thực tế từ du ninh sau khi xuất hiện liên quan với trường học sự nàng hầu như giao cho du ninh trong tay thuật nghiệp có chuyên tấn công đạo lý điền đường vẫn là hiểu từ học nghiệp trình độ xem nàng xác thực muốn so với lúc này người cao hơn một đoạn thế nhưng luận tiểu học việc học trình độ cùng dạy học trình độ nàng không sánh bằng du ninh đem trường học sự giao cho du ninh mới thật sự là người tận kỳ tài điền đường hiện tại ở trường học tồn tại cùng với nói là lão sư không bằng nói càng như là thầy chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng có điều hay là bởi vì lữ ôn dung là nàng tự mình đi mời tới Nàng đối Lữ Ôn Dung cũng đặc biệt quan tâm. Lúc này Lữ Ôn Dung đưa cho Điền Đường chính là một khối xà phòng, chỉ là đối lập hiện tại phổ biến chế tác xà phòng, màu sắc hội có chút không giống, mùi cũng không giống. Điền Đường tiếp nhận xà phòng, tiến đến trong mũi ngửi một cái. Có mùi thuốc. Ta liền biết ngươi có thể đoán được, Lữ Ôn Dung nở nụ cười, ngươi cũng biết, chúng ta Bạch gia chính là y dược chi gia, này một đại gia đình am hiểu nhất chính là dược liệu. Lúc trước ta không có đến trường học thời điểm, chỉ nghe nói qua các ngươi chế xà phòng, không có thiết thân tham dự, mấy ngày nay ta cũng xem hiểu một chút, liền muốn trước nếu có thể ở xà phòng bên trong tăng thêm hoa cỏ, làm cho xà phòng có mùi thơm, có hay không cũng có thể tăng thêm dược liệu. Bạch phu nhân muốn làm thuốc tạo. Điền Đường nghe Lữ Ôn Dung nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là xà bông thuốc. Lữ Ôn Dung hơi nhíu mày. Xà bông thuốc điền đường cầm lấy xà phòng đặt ở giữa hai người bạch phu nhân không hề nghĩ rằng dùng một ít độ công kích dược liệu sao theo ta được biết núi rừng nhiều trùng hạ thiên lập tức đến khí trời nóng bức thôn dân thôn dân lên núi hội lộ ra cánh tay cùng chân da dẻ rất dễ dàng bị kích thích làm người ngứa khó nhịn nếu có thể ở xà phòng bên trong thêm một ít đối ứng dược liệu hay là có thể cải thiện loại này hiện trạng lữ ôn dung trầm tư còn có thể thêm một ít những khác dược liệu, nói thí dụ như một ít nhằm vào bệnh ngoài da dược liệu. Điền đường nhớ tới nàng gặp qua gặp qua xà bông thuốc, chủ động mở miệng. Hay là có thể thử xem lưu hình. Nàng cũng không phải rất nhớ tới xà bông thuốc phương pháp phối chế, nhưng nàng lại biết có một loại rất nổi danh. Nói tới nổi danh nhất, sát trùng tiêu độc hiệu quả khá mạnh xà bông thuốc, này nhất định phải nhắc tới lưu hình tạo. Một mặt là lưu hình tạo quả thật có hiệu, mặt khác là đối lập với phổ thông xà bông thuốc, lưu huỳnh tạo danh tự càng thêm đơn giản sáng tỏ, càng dễ dàng ký ức. Hơn nữa lúc này một ít trong sách cổ cũng có liên quan với lưu huỳnh nội dung, cũng có thể khiến người ta ung dung lý giải lưu huỳnh tạo công dụng. Lữ ôn dung ánh mắt mờ sáng. Là lưu huỳnh tạo sao? Nếu thật sự có thể chế thành lưu huỳnh tạo, hay là những này xà phòng có thể có một ít cái khác công dụng, ta vậy thì đi theo quán chúng thương lượng. Nói xong, Lữ Ôn Dung lập tức xoay người ly khai, tự hồ là tưởng phải nhanh một chút cùng Bạch Quán chúng nói lưu hình tạo sự. Nàng sau khi rời đi, Du Ninh đi tới, ở điền đường trước mặt ngồi xuống, đem vài phần bài thi đặt ở điền đường trước mặt. Bài thi tổng cộng có mười mấy phân, chủ yếu đều là bây giờ ở chủ những học sinh này, còn có một chút ở lớp trồi khá là xuất sắc học sinh. Điền đường đại khái nhìn một chút, những này bài thi điểm đều cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra những học sinh này cơ sở đều rất vững chắc, đặc biệt Bạch Quán chúng phụ tử cùng Chu Phong một như vậy trước từng có cơ sở học sinh, bọn họ sai tự càng ngày càng ít. Có điều Du Ninh nếu cố ý đem này vài phần bài thi lấy tới cho nàng, nhất định không phải vì làm cho nàng nhìn cái gì chữ sai. Điền Đường vừa cẩn thận phiên một lần, cuối cùng ra kết luận. Chênh lệch rất lớn. Vâng, Du Ninh gật đầu, những học sinh này bên trong Quốc học sinh nói thí dụ như bạch quán chúng cùng bạch phục linh, đang từ ngữ văn cùng số học hai môn khóa đến xem, bọn họ thành tích đừng nói là ở vườn trẻ chủ, chính là đi tiểu học năm thứ ba cũng không thành vấn đề, thế nhưng thiếu một chút, nói thí dụ như tỷ tỷ của ngươi bên trong trong đó mấy cái, các nàng thành tích chỉ có thể miễn cưỡng ở vườn trẻ chủ. Điền đường rất dễ dàng liền nghe đã hiểu du ninh ý tứ. Dạy học phương diện sự do ngươi đến xử lý, ngươi cho rằng phải làm sao là thời điểm có thể thiết lập mũi nhọn bang, du ninh đạo, nói thật, hiện tại điền gia thôn tuyệt đại đa số học sinh, bọn họ cuối cùng thành quả nhiều lắm chính là lên tới vườn trẻ tốt nghiệp, chi hậu lại để bọn họ đọc sách, là làm khó dễ bọn họ, cũng là làm khó dễ người ta, nhưng bên trong này mấy cái đặc thù học sinh, không thể đem bọn họ cùng những kia học sinh bình thường đặt ở cùng một chỗ, như vậy chỉ làm liên lụy bọn họ tiến độ, vì thế ta kiến nghị này mấy học sinh đơn đọc sách đi ra có thể bắt đầu giáo ghép vần. Ở điền đường kế hoạch bên trong, vườn trẻ chỉ là dạy học cơ sở, chân chính dạy học muốn từ tiểu học nhất niên cấp bắt đầu, hán ngữ ghép vần cũng bị nàng cố ý đặt ở tiểu học nhất niên cấp. Đối với nàng mà nói, hán ngữ ghép vần mới là nàng từ nhỏ bắt đầu học tập thì trước hết tiếp xúc được ngữ văn nhập môn phương thức, nàng tư duy quen thuộc từ lâu quen thuộc hán ngữ ghép vần. Hơn nữa nàng trong trí nhớ kiếp trước nhiều năm như vậy giáo dục nghiệp phát triển, cũng chứng minh hán ngữ ghép vần đúng là có thể được một đám dạy học phương pháp xúc tiến nàng muốn mở rộng ghép vần ý nghĩ nhưng đối với lúc này phần lớn người đặc biệt những kia người lớn tuổi tới nói để bọn họ biết chữ học bằng cách nhớ vấn đề không lớn khả nếu để cho bọn họ học tập hán ngữ ghép vần vậy thì là mở ra một cái con đường hoàn toàn mới tương tự cũng thích hợp với du ninh nói tới làm khó dễ bọn họ cũng vì khó mình du lão sư cảm thấy đâu mấy học sinh có thể đặt ở mũi nhọn ban du ninh đem trước mặt hai người trên mặt bàn bài thi mở ra điểm ra trong đó mấy người bạch quán chúng bạch phục linh phụ tử có thể bọn họ có cơ sở lại hiếu học cũng vẫn tính thông minh lữ ôn dung ta còn không làm sao tiếp xúc tạm thời không biết tình huống của nàng thế nhưng nàng đang không có đến trường học tình huống liền có thể thi đậu chủ đủ để chứng minh nàng vẫn tính thông minh cũng có thể trở thành mũi nhọn ban học sinh Điền Đường gật đầu, đem Bạch Quán chúng, Bạch Phục Linh cùng Lữ Ôn Dung bài thi rút ra, đơn độc để ở một bên. Du Ninh tiếp tục nhìn xuống. Còn lại kỳ thực đều bình thường, không có đặc biệt thông minh học sinh, lớp Trù Chu Phong một thành tích cũng còn có thể, nhưng ta còn không xác định hắn đến cùng là bởi vì trước kia có cơ sở vẫn là bởi vì đặc biệt thông minh, có thể trước tiên để ở một bên, còn có một học sinh gọi Trang Vũ, người học sinh này cũng đem nàng đặt ở mũi nhọn ban đi. Du Ninh lấy ra một tờ giấy, trên giấy phân biệt viết xuống Bạch Quán Chúng, Bạch Phục Linh, Lữ Ôn Dung, Trang Vũ, này bốn cái danh tự. Điền Đường nhìn những tên này, phía trước ba cái là một nhà ba người, cũng rất quen thuộc, nhưng phía sau cùng cái này nàng không quen biết, cũng chưa quen thuộc. Cái này Trang Vũ là tình huống thế nào? Thượng một nhóm vừa tới Điền gia thôn thôn dân, là cái mới 13 tuổi tiểu nữ hài, nhìn so với người còn xấu nhỏ hơn một chút, học tập rất chăm chú nhưng cũng rất thông minh, xem như là cái tiểu thiên tài. Du Ninh trực tiếp khoa đạo, như vậy khích lệ từ, ở của Bạch Gia một nhà ba người bên trong đều chưa từng xuất hiện. Cho tới điện đường đối cái này Trang Vũ cũng có mấy phần hứng thú. Du Ninh liếc mắt liền thấy xuyên điền đường ý nghĩ. Ta biết ngươi muốn cho nàng làm cho ngươi sự, nhưng ngươi tốt xấu chờ nàng tốt nghiệp tiểu học, nàng còn chỉ là cái tiểu hài tử, ngươi dự định thuê công nhân sao? Điền đường ho khang hai tiếng, che giấu lúng túng. Chiếu nói như vậy, ta không cũng là công nhân. Ta mới 11 tuổi. Du Ninh liếc mắt nhìn nàng. Điền đường liền vội vàng nói. Được rồi, được rồi, tạm thời không đề cập tới việc này. Ngược lại hiện tại Điền Gia Thôn cũng không cần quá nhiều người giúp ta làm việc. Nói tới này, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Ta biết ngươi ánh mắt cao, thế nhưng bốn người vẫn là quá thiếu. Hơn nữa trong này chỉ có Trang Vũ là người ngoài, nếu để cho bọn họ ở đi học chung rất dễ dàng làm cho nàng cho rằng mình bị bài xích ở bên ngoài lại thêm mấy người đi tiểu học tri thức vốn là không khó chỉ là cần thời gian tiêu hóa mà thôi ta cảm thấy có thể đem điền kim hoa cùng chu phong một trước tiên thêm vào để sáu người này trước tiên đi mũi nhọn bang chi hậu chúng ta lại căn cứ những người này học tập tình huống điều chỉnh ghép phần dạy học du ninh suy nghĩ một chút cũng gật đầu vậy thì chiếu ngươi nói làm có điều ta cảm thấy ngươi nếu như muốn đào nhân tài, tốt nhất là đi bên ngoài nhiều hơn nữa đào chọn người trở về, chỉ từ điểm đó người trong bồi dưỡng làm sao đủ. Điền Đường bật cười. Biết rồi, ta sẽ làm. Du Ninh nghiêm mặt đứng dậy, muốn đi ra phòng học trước lại quay đầu lại, ở điền đường trước mặt trên bàn gõ gõ. Lại kiến một trường học, hiện tại trường học không đủ dùng. Điền Đường thấy Du Ninh bày ra một mặt bất mãn. Đại thái ước lượng một chốc hiện ở trường học số lượng cùng thôn dân số lượng tỷ lệ, liền vội vàng gật đầu. Vân vân vân, ta vậy thì kiến. Thấy Điền Đường đồng ý, Du Ninh mới thỏa mãn, đưa tay đem trên bàn bài thi thu hồi đến, ôm một xếp nhỏ bài thi ly khai. Điền Đường nhìn bóng lưng của nàng biến mất, mở ra trò chơi bản. Hiện tại Điền Gia Thôn thôn dân tổng cộng 478 nhân, trường học tam. Nếu như là ở bình thường thôn xóm, Tam trường học đầy đủ chứa đựng, nhưng Điền Gia Thôn khá là đặc thù, nhập học không chỉ chỉ là vừa độ tuổi học sinh, mà là hầu như hết thảy thôn dân. Tam trong trường học, hai trường học mới gộp lại nhiều nhất có thể chứa đựng 300 nhân, này nói cách khác cựu học giáo cần chứa đựng chí ít hơn 100 nhân. Như vậy tính toán, Điền Gia Thôn trường học số lượng tự hồ xác thực không quá đủ. Tại Điền Đường suy tư trường học sự thì, Tân nhắc nhở nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngoạn gia, Điền gia thôn thôn dân đạt đến 500 nhân. Chúc mừng ngoạn gia, cấp 5 thôn xóm nhiệm vụ hoàn thành, thôn dân. 500, 500, 500, phòng ốc. 200, 200, 200, 100, hố rác. 1, 1, 1, giếng nước. 2, 2 cái 2, trở thành cấp 5 thôn xóm, khen thưởng bạc 120 lạng, trong thôn xóm tâm, khả thăng cấp, 1, tự động đăng ký kỳ 1, bàn làm việc ghế tựa 10 bộ, khu an toàn phạm vi 50 km vuông, cấp 6 thôn xóm nhiệm vụ. Thôn dân. 600, 516, 600, phòng ốc. 250, 200, 250, lớp học. 4, 3 phần 4, trong thôn xóm tâm công chức. 10, 0, 10. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Thân phận chứng thực bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 65 Thân phận chứng thực lần này khen thưởng cùng chi mấy lần trước không giống. Điền đường nhìn thấy tân khen thưởng thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là trước sau khác biệt. Cấp 5 thôn xóm thăng cấp khen thưởng trung nhất làm cho điền đường lưu ý chính là trong thôn xóm tâm. Ở điền đường trong khái niệm, trong thôn xóm tâm tồn tại tương tự với hậu thế thôn ủy, mà thôn ủy toàn xưng phải thôn dân ủy viên hội, nói cách khác, trong thôn xóm tâm thành lập khiến cho đắc điền gia thôn thực sự trở thành một cái loại nhỏ chính quyền làm cho điền gia thôn có nhất định tập quyền tác dụng ở trong kho hàng nàng rất dễ dàng liền tìm đến trong thôn xóm tâm vị trí trong thôn xóm tâm không phải thiết kế đồ mà là cùng giao dịch đại sảnh nhất dạng là một đống hoàn chỉnh kiến trúc nàng đi ra trường học mới tới thôn dân vừa đến điền gia thôn trong mắt mãn mãn đều là hiếu kỳ lại như trước đến điền gia thôn mỗi một phê thôn dân nhất dạng, đầu tiên là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc, sau đó là thỏa mãn ở điền gia thôn trụ hạ. Lần này cùng trước không giống, trước bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến trong thôn nhà gỗ không đủ, cho tới mới tới thôn dân không thể không tạm thời ở lão một ốc quá độ, lần này tân nhà gỗ số lượng ở chứa chấp được nguyên Honda gia thôn thôn dân ở ngoài, còn nhiều mười mấy đống, chứa chấp được mới tới đám này thôn dân thừa sức. Điền Đường nhìn một lúc hay là chuyện giống vậy trải qua rất nhiều lần, các thôn dân sớm đã có ứng phó tân thôn dân phương pháp, đối mặt mỗi lần mới tới thôn dân, đều có một bộ cố định quy trình tiến hành dẫn dắt, cũng có thể làm cho tân các thôn dân mau chóng dung nhập vào điền gia thôn trong cuộc sống. Xác nhận không có vấn đề, điền đường quay đầu hướng về khác vừa đi. Nguyên bản điền gia thôn nằm ở hẻo lánh vị trí, nhìn bằng mắt thường đi, rất nhiều phương hướng có thể nhìn thấy đều là gò núi khoảng thời gian này theo các thôn dân đào thổ dời núi, một ít ngại nhân tầm mắt tiểu gò núi đã không có tung tích, cho tới bây giờ tuy rằng không có đem những này tiểu gò núi toàn bộ thanh trừ hoàn toàn, nhưng xác thực hiện ra khá là khai thác cảnh tượng. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là hà đối diện, nguyên bản hà đối diện địa thế cũng đối lập bằng phẳng, thế nhưng bởi vì quanh năm không có trụ nhân, mặt trên cũng che kín bụi gai cùng tiểu gò đất. Thế nhưng hiện tại, Hà đối diện một đám lớn thổ địa bị thanh lý đi ra. Điền đường cấp 2 thôn xóm nhiệm vụ có một hạng là kiến một tòa cầu nối. Lúc trước nàng liền tử quan sát kỹ quá con sông này, bởi vì con sông này có chút chảy xiết, trước kia bởi vì rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, mặt trên tịnh không có dựng cầu nối, cũng rất ít có thôn dân quá khứ, cứ như vậy, hà đối diện tự nhiên hiện ra một mảnh hoang vu cảnh sắc. Điền đường cấp 2 thôn xóm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, từ điền gia thôn này một bên đến hà đối diện có một tòa rộng rãi cầu nối, có thể để cho các thôn dân tự do ở hai bờ sông đi tới đi lui. Sau đó giao dịch đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, càng là có không ít thôn dân đi hà đối diện phạt thụ, đào thổ, dời núi, sau một khoảng thời gian, đối diện tự nhiên bị dọn dẹp ra đến, đến hiện tại toàn thể tình huống so với trước muốn trống trải không ít. Lúc này thôn dân đối với thổ địa chỉ có hai cái chấp niệm, một cái là phòng ốc còn có một cái chính là màu mỡ thổ nhưỡng phòng ốc các thôn dân đã có còn thổ nhưỡng mặc dù đối với mặt địa phương vô cùng trống trải nhưng thổ nhưỡng tịnh không có quá mức màu mỡ thực sự không thích hợp trồng trọt cũng không có thôn dân đi đối diện lãng phí hạt giống còn có một cái nguyên nhân lúc này các thôn dân đối với thổ địa không có tự lưu quyền ý nghĩ bọn họ sớm thành thói quen trong thiên hạ tất cả là đất của vua ở điền đường không có mở miệng trước bọn họ không thể cũng không dám đi chiêm hữu vùng đất này điền đường cũng không có ý định thay đổi các thôn dân ý nghĩ này dù sao nàng trong xương cũng có trong thiên hạ tất cả là đất của vua khái niệm cái này khái niệm bản thân không có đúng sai trọng điểm ở chỗ dùng như thế nào nàng cùng các thôn dân ý nghĩ tương tự nhưng trên thực tế loại này tự ý nghĩ bên dưới còn có trước khác biệt cực lớn điền đường nghĩ rất nhanh sẽ đến bờ sông lúc này đứng hà nhìn bên này một bên khác tình huống so với nàng vừa tới điền gia thôn sinh hoạt trên lệch không ngừng một điểm. Càng quan trọng chính là, hà đối diện có đủ lớn thổ địa. Cùng đã xếp đầy kiến trúc, tiểu khu so với, nơi này hội càng thích hợp làm tân khả khai thác khu vực. Nàng đi qua đại kiều, đứng đối diện trên mặt đất, gọi ra trò chơi bản, lựa chọn điểm ra trong thôn xóm tâm, đem trong thôn xóm tâm đặt ở nàng sớm chọn xong một vị trí. Chỉ là trong nháy mắt, nàng trước mắt liền xuất hiện một đống toàn thân màu trắng kiến trúc kiến trúc tổng cộng hai tầng, lầu một là làm việc đại sảnh, lầu hai là văn phòng, tổng cộng có thập nhất văn phòng, phân biệt là tả hữu các tứ, hiện mặt đối mặt cách cục, trung gian có ba gian, trong đó hai gian to nhỏ cùng hai bên trái phải nhất dạng, ở chính giữa này một gian to lớn nhất. đứng lầu một đại sảnh hướng về thượng xem, có thể nhìn thấy lầu hai hành lang, nhưng cũng không thấy rõ hành lang một bên khác ba gian văn phòng cũng có thể bảo đảm này ba gian văn phòng. Lầu một toàn thể rất trống trải, toàn bộ lầu một chính là một cái phòng khách lớn, ước chừng có thể chứa chấp được mấy trăm người đồng thời đứng ở chỗ này lập. Trong thôn xóm tâm kiến tài nhìn như là gạch tường trác phấn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện gian nhà xúc cảm cùng gạch tường không giống, lại như giao dịch đại sảnh nhất dạng, cái này cũng là một đống liền ngay cả điền đường cũng không có cách nào xác nhận phòng ốc chất liệu kiến trúc. Trong thôn xóm tâm sắp xếp cẩn thận chi hậu, Điền đường lại từ trong kho hàng lấy ra biếu tặng bàn làm việc ghế tựa, đem bàn làm việc ghế tựa đặt ở lầu 2 trong phòng làm việc. Thập nhất văn phòng, chỉ lấy ra hai bên ngủ, ở bên trong các đặt hai bộ bàn làm việc ghế tựa, làm làm công nhân viên văn phòng. Cho tới tự động đăng ký kia, thì lại đặt ở lầu 1 trong đại sảnh. Đặt thời điểm, điền đường tỉ mỉ nhìn tự động đăng ký kia, sách hướng dẫn, đại khái hiểu vật này cách dùng. Nói là tự động đăng ký kia, kỳ thực là một đài tự động ra làm chứng kiện cơ khí, ngoại trừ thôn dân, thể tăng cước ở ngoài, còn có thể thiết trí nàng muốn phát ra ngoài một ít giấy chứng nhận, nói thí dụ như bất động sản chứng. Trước kia Điền Đường cũng nghĩ tới thôn dân thân phận vấn đề, nàng vốn là nghĩ tạm thời Điền Gia thôn thôn dân tương đối ít, thôn dân thân phận sự có thể trước tiên chậm một chút, chờ thôn dân nhân số nhiều hơn chút, lại để Mai Kỳ sắp xếp làm một lần đơn giản nhân khẩu tổng điều tra công tác. Có điều hiện tại có tự động đăng ký kia, xác thực vì nàng giải quyết hứa phức tạp hơn vấn đề. Nghĩ kỹ đại khái phải làm sao chi hậu, nàng tìm tới Mai Kỳ, an bài xuống vài món sự. Chuyện thứ nhất là để Mai Kỳ thông báo xuống, hết thảy thôn dân ở sau đó trong vòng 3 ngày, đều phải muốn đến trong thôn xóm tâm đăng ký thân phận, nếu như sau 3 ngày còn có người không có đăng ký, đem không được phép ở giao dịch đại sảnh tiêu phí. Chuyện thứ hai là để Mai Kỳ tìm người đối hiện tại hết thảy tân nhà gỗ tiến hành đánh số, đồng thời ở hết thảy trên nhà gỗ treo lên đánh số trình tự. Ở đối tân nhà gỗ vị trí khu vực tiến hành gọi là thì, điền đường đơn giản thô bạo lựa chọn điền thôn một khu làm nên khu vực danh tự, sau đó sẽ từ một bài một đống bắt đầu, mỗi bài 10 đống, tổng cộng là 16 bài, cuối cùng đến 16 bài 10 đống mới thôi, như vậy mỗi một nhà tân nhà gỗ liền đều có thuộc về nó tên của chính mình đối tân nhà gỗ tiến hành đánh số trước, thân phận chứng thực chính thức bắt đầu. Ở thẻ căn cước, lựa chọn thường, chủ yếu có 3 loại lựa chọn, một cái là dây chuyền, một cái là tay hoàng, còn có một cái là thẻ, ba loại tịnh không độc lập, mỗi người có thể đồng thời bắt được ba cái thẻ căn cước, thế nhưng lần thứ nhất lựa chọn thì, chỉ có thể miễn phí lựa chọn một cái, nếu như muốn mặc khác hai cái, mỗi một cái đều phải tốn phí 5 đồng tiền. Điền đường nghĩ tới ở thẻ căn cước thượng thả bức ảnh, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời không tha tốt hơn. Hiện nay thẻ căn cước chủ yếu dùng cho giao dịch đại sảnh, mà giao dịch đại sảnh bản thân có mặt người phân biệt, tác dụng, có hay không bức ảnh khác biệt không lớn. Trải qua lựa chọn chi hậu, nàng lựa chọn ở này ba món đồ bên trong đều viết đến thần tự, một mặt có thể ngụ ý thần nữ tồn tại, mặt khác cũng có thể làm cho các thôn dân càng có tính ngưỡng cảm. Hai chuyện này gần như cùng lúc đó tiến hành. Người trước rất đơn giản, Mai Kỳ chỉ cần đem chuyện này thông báo xuống là có thể. Còn người sau, ngoại trừ đối những kia nhà gỗ tiến hành đánh số ở ngoài, còn Cần Vi những này nhà gỗ làm một ít dãy số bài. Điền Đường vốn là muốn đi dạy học thương trường mua ngạnh giấy các tông cùng vỏ nilon, đem nhà gỗ đánh số viết đến là có thể. Thế nhưng Mai Kỳ ở trong thôn tìm tới một cái am hiểu điêu khắc lão nhân, nàng hầu như không do dự liền đem chuyện này giao cho lão nhân đi làm, mỗi một khối biển số nhà hào giá cả là 10 đồng tiền, 160 đống nhà gỗ chính là 1.600 văn, tương đương với một hai bán bạc. Theo phong thu trấn hơn nửa người đều đi tới Điền Gia Thôn, Điền đường trong túi tiền cũng không giống trước như vậy túng quẩn, chút tiền này tốn ra, vừa có thể bắt được một nhóm cao chất lượng biển số nhà hào, còn có thể làm cho lão nhân kiếm được tiền, cũng coi như là vẹn toàn đôi bên sự biển số nhà sự an bài xong chi hậu các thôn dân thân phận chứng thực đã tới kết thúc rồi nguyên bản rất ít người hỏi thăm cầu nối ở mấy ngày nay nên đón rất rất nhiều thôn dân ở phía trên đi tới đi lui chủ bọn học sinh kết bạn mà đến ở trong thôn xóm tâm ngoại bài khởi hàng dài ta muốn dây chuyền dây chuyền đẹp đẽ điền thanh thảo cười nói tay hoàng cũng đẹp đẽ ta xem nhân đeo liền đeo trên tay mặt trên còn có một cái thần còn có người nọ có tên tự. Điền Đào Hoa cũng đã mở miệng, hiển nhiên nàng càng nghiêng về muốn tay Hoàng. Điền Cúc Hoa cau mày. Nắm thẻ có phải là hội tốt một chút. Dây chuyền cùng tay Hoàng đều quá nhỏ, lớn một chút thẻ càng tốt hơn. Nhưng là thẻ không tốt mang a, Điền Thanh Thảo nhìn nàng, Cúc Hoa tỷ, tiểu muội nói sau đó chúng ta liền muốn cầm thẻ căng cước đi giao dịch đại sảnh mua đồ, mỗi lần đều nắm một cái thẻ nhiều không tiện a. Ta cảm thấy cỏ xanh nói rất đúng." Điền Đào Hoa phụ họa nói. Điền Cúc Hoa nhìn không nói lời nào mấy người. "Hồng Thảo ngươi cảm thấy thế nào?" Còn có đại nữ nhị nữ, các ngươi hai làm sao cũng không nói lời nào. Điền đại nữ do dự một chút. "Kỳ thực ta nghĩ cải danh tự." Nàng này nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn nàng. "Ta cũng muốn thay đổi danh tự," Điền nhị nữ cũng đã mở miệng, trước tiểu muội nói chúng ta có thể cải một cái tên, vừa vặn ngày hôm nay lại đây, ta cùng đại tỷ thương lượng, chúng ta hai đều muốn cải danh tự. Điền gia tỷ muội bảy người, phía trước bốn người gọi cúc hoa, hoa đào, cỏ xanh, hồng thảo, tuy rằng cũng không tính là tên dễ nghe, nhưng cũng coi như là cái chính kinh danh tự, thế nhưng đến các nàng ba cái, nhưng đã biến thành đại nữ, nhị nữ, ba nữ, xác thực không quá để ý. Vậy thì cải đi, Điền Cúc Hoa nói rằng, tiểu muội đều cải danh, các ngươi cũng có thể cải danh, chính là chúng ta sau đó gọi các ngươi, có thể sẽ không quá quen thuộc." Điền Đại nữ nở nụ cười. "Chúng ta người mình gọi, đương nhiên còn như trước kia nhất dạng, chính là viết ở vở thượng danh tự sửa lại một chút." Điền Đào Hoa xông vào đến. "Vậy các ngươi nghĩ kỹ muốn cải cái gì sao? Không cho phép ta sau đó cũng phải cải, ta cảm thấy hoa đào danh tự này gọi quá nhiều người." ta muốn cải cái có văn hóa danh tự điền cúc hoa giơ tay ở nàng trên gáy gõ gõ điền đào hoa cười bưng đầu né tránh điền cúc hoa công kích lần nữa sau đó sau đó việc này không vội vã chúng ta sau này hãy nói điền đại nữ cũng nở nụ cười ta cùng nhị muội nghĩ kỹ ta sau đó gọi điền thu vân nhị muội gọi điền nhị nữ mở miệng đánh gãy ta tên điền bạch vân danh tự đều rất tốt Điền Đường đi tới, vừa vặn nghe được các nàng đang nói chuyện danh tự sự, vừa vặn sấn lúc này định ra, miễn cho sau đó phiền phức. Hai người thấy Điền Đường cũng đồng ý, đều lộ ra nụ cười, lại có chút thật không tiện. Tên của chúng ta tự không có tiểu muội danh tự êm tai, kỳ thực chúng ta vốn là muốn cùng tiểu muội danh tự lấy, thế nhưng tiểu muội danh tự chỉ có hai chữ, thực sự không tốt lắm lấy, bằng vào chúng ta mới tìm Vân tự. Điền Đường vội vã mở miệng, Ta khả không cải danh." Điền Đào Hoa ở một bên che miệng cười. "Tiểu muội cải danh, phải gọi Điền Đường Vân. Thật giống danh tự này quả thật có chút kỳ quái." Những người còn lại cũng nở nụ cười. Điền Đường bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng đương nhiên không phải là bởi vì Điền Đường Vân, danh tự này kỳ quái mới không thay đổi, mà là bởi vì nàng kiếp trước liền gọi Điền Đường, danh tự này nương theo nàng rất nhiều năm, ba nữ nàng còn miễn cưỡng có thể xem là nhũ danh những khác danh tự không thể được, đột nhiên làm cho nàng bỏ, nàng thật không quen. Ở các tỷ tỷ đi vào làm thẻ căn cước thời điểm, Điền Đường nhớ tới đến nay không có tin tức cha mẹ trưởng bối, nàng trước cố ý để Lâm Thành Phúc gọi nhân đi hỏi thăm, nhưng lúc này tin tức vô cùng bế tắc, muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới mấy người khó khăn cỡ nào. Điền Đường không có ý tưởng khác, chỉ hy vọng bọn họ hiện tại vẫn như cũ hảo hảo sống sót. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Khỏe mạnh trị trướng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 66 Khỏe mạnh trị trướng biển số nhà hào điêu khắc không phải một sớm một chiều sự, thế nhưng đối biển số nhà dãy số tiến hành xác nhận cùng tạm thời mã hóa, nhưng tương đối dễ dàng cũng khá là nhanh. Chờ đến biển số nhà toàn bộ xác nhận hoàn thành, trong thôn xóm trong lòng thôn dân thân phận chứng thực cũng toàn bộ hoàn thành. Vừa vặn cơ khí trở nên trống không, điền đường lần này không có để Mai Kỳ đi tuyên truyền, mà là trực tiếp ở giao dịch đại sảnh tuyên bố thông báo mới. Thông cáo nội dung đơn giản sáng tỏ. Hết thảy mua nhà gỗ thôn dân có thể đi tới trong thôn xóm tâm, bằng thẻ căn cước đổi lấy bất động sản chứng. Này một cái thông cáo phát sinh, ở thôn dân trung gây nên rất lớn náo động mặc kệ là lúc này vẫn là sau đó mọi người đối với phòng ốc đã sâu sắc dấu ấn ở trong xương không có bất động sản chứng trước phần lớn thôn dân cảm thấy coi như thuê lại nhà gỗ trụ cả đời cũng không phải là không thể nhưng lần này trong thôn xóm tâm đẩy ra bất động sản chứng để không ít thôn dân đều có như vậy là có thể chân thật nắm giữ nhà ý nghĩ đối điền đường tới nói nàng cảm giác được rõ ràng nhất chính là các thôn dân tựa hồ trở nên so với trước tiết kiệm không ít giao dịch đại sảnh giao dịch lượng cũng có giảm xuống. Cũng may này một khối giảm xuống chủ yếu đến từ chính vốn là không giàu có thôn dân, mà này bộ phận thôn dân nguyên bản hoa kiếm lời chính là tiền xu, mà không phải tiền đồng cùng bạc, cuối cùng cũng coi như không có đối điện đường thu vào tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Không thể không đề chính là, bất động sản chứng xuất hiện xác thực lại một lần gia tăng rồi các thôn dân lòng trung thành, đổ không phải nói bọn họ trước không có lòng trung thành, mà là trước bọn họ lòng trung thành là đối điền gia thôn mà lần này bọn họ lòng trung thành là đối sinh hoạt thường ngày nhà gỗ điền cúc hoa mấy người cũng tìm tới điền đường nói là đã tập hợp được rồi tiền dự định mua lại các nàng hiện tại ở hai đống nhà gỗ điền đường nguyên bản cũng không nghĩ tới chuyện này thấy mấy người lại đây bất đắc dĩ cũng đi đánh hai phân bất động sản chứng các nàng gian nhà là một bài một đống cùng một bài hai đống là hàng trước nhất hai đống gian nhà còn này hai đống nhà gỗ chủ nhà, tự nhiên cũng thử trước điền đường danh tự. Từ thôn dân Lục tự dời vào nhà gỗ đến hiện tại, còn chưa tới thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này, có hay không mua lại nhà gỗ, cũng đã vào ở nhà gỗ thôn dân, đều vẫn không có tiêu tốn một đồng tiền, điền đường các nàng cũng là như thế. Kỳ thực điền đường mình đối nhà gỗ tịnh không phải rất lưu ý, tuy rằng các nàng đã ở trong nhà gỗ ở một khoảng thời gian, khả muốn nói lưu luyến thực sự cũng không có bao nhiêu, huống chi nàng chính là tạo nhà người, rất thanh sở một ốc chỉ là trong thời gian ngắn quá độ dùng, sau đó còn có thể có càng nhiều càng tốt hơn gian nhà. Có điều nếu các tỷ tỷ lưu ý, vậy coi như nàng mua lại nhà gỗ là được. Cho tới chi hậu, điền đường nhìn mấy người, nói thẳng. Chúng ta không thể cả đời đều ở cùng một chỗ. Thấy mấy người đều giống như là muốn phản đối ý tứ, điền đường mở miệng lần nữa ta không có ý tứ gì khác, chỉ là chúng ta sớm muộn muốn lớn lên, như là cúc hoa tỷ, nếu như không phải trong thôn náo loạn thổ phỉ, có lẽ hiện tại đã đang chuẩn bị kết hôn. Điền cúc hoa cắn cắn môi. Ta sẽ không giống đại bá cùng đại bá mẫu nhất dạng thúc ngươi kết hôn, không chỉ là cúc hoa tỷ, tất cả mọi người đều giống nhau, điền đường chăm chú nhìn các nàng, ta hy vọng các ngươi đều tốt, nhưng chúng ta mỗi người đều là độc lập cá thể, cần phải có mình độc lập sinh hoạt, Chúng ta có thể ở cùng nhau, nhưng không phải ở cùng một chỗ, lại như Bạch Gia nhất dạng, chúng ta có thể mua mấy đống song song gian nhà, một người một đống, mà không phải giống như bây giờ, tất cả mọi người nhét chung một chỗ trụ. Đối điện đường tới nói, nàng đồng ý cùng các tỷ tỷ đồng thời sinh hoạt, nhưng nàng không muốn một đám người nhét chung một chỗ, liền một không gian riêng biệt đều không có. Hiện tại các nàng bảy người, chỉ có hai đống nhà gỗ, ngoại trừ nàng ở ngoài. Những người khác đều là hai người chen ở trên một cái giường, không chỉ có ngủ chen chút, còn không hề đơn độc cá nhân không gian. Mấy người cũng đều nghe hiểu Điền Đường ý tứ. Điền Hồng Thảo nhìn Điền Đường, nhỏ giọng hỏi dò: Chúng ta mình tích góp tiền, mỗi người mua một đống gian nhà. Điền Đường gật đầu. Ân, ừ, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Hồng Thảo tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Điền Hồng Thảo do dự một chút, còn nhìn một chút những người khác, chậm rãi gật đầu ân tốt như vậy điền đường cũng nhìn nàng nàng còn nhớ lúc trước sớm nhất khảo thí thời điểm điền hồng thảo nói những kia nhục chí nàng thành tích không được không đủ thông minh cảm thấy học tập không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí nghĩ tới muốn từ bỏ nhưng trước dệt xưởng chiêu công thời điểm nàng thành tích chỉ đứng sau điền kim hoa điền đường rất rõ ràng chủ những học sinh này bên trong chân chính thông minh chính là trước du ninh đưa ra muốn kiến mũi nhọn ban thì nói này mấy cái ngoại trừ này mấy cái ở ngoài dệt xưởng chiêu công thảo thí xếp hạng thứ ba điền kim hoa điền hồng thảo cùng lý nhị trụ dựa vào tịnh không phải năng khiếu mà là bọn họ nỗ lực vừa đến ba người này nhập học thời gian đã chậm bản thân đối với ngoại giới nhận thức đã có cố hóa tư duy không giống chân chính bảy tám tuổi học sinh tiểu học như vậy có thể như vậy dễ dàng tiếp thu văn bản thượng tri thức Thứ hai sự thông minh của bọn họ không thể kéo dài thê đoạn trên lệch. Như là Điền Hồng Thảo, nàng sớm nhất thời điểm bởi vì tầng tầng nguyên nhân, thành tích một lần lạc hậu, nhưng nàng đang cố gắng qua đi, thành tích xác thực có thể xếp hạng hàng đầu. Tính toán có mấy phần thông minh, khả muốn nói nàng đặc biệt thông minh, này ngược lại cũng không đến nổi, nhiều lắm chính là trung đẳng thiên thượng. Điền đường đối yêu cầu của các nàng chính là làm từng bước, chỉ cần có thể ở làm từng bước cơ sở thượng hướng về thượng đi, các nàng tương lai cũng đã có thể vượt qua đại đa số người. Cho tới mũi nhọn bang, cần chính là vượt qua làm từng bước giáo dục phương pháp. Điền gia thôn đệ tứ đóng trường học dựng thành. Trường học mới dựng thành chi hậu, điền đường đối trường học lớp một lần nữa làm phân chia, nguyên lai cựu học giáo gọi điền thôn khai sáng bang. Trường học mới thì lại dựa theo trình tự đặt tên là ương giống một ấu, ương giống nhị ấu, cùng với tương giống tam ấu. Trong đó một ấu cùng nhị ấu phân biệt đều là bốn cái tiểu bang cùng một cái lớp chồi, tam ấu tạm thời chỉ chứa đựng chủ cùng mũi nhọn bang hai cái lớp. Ngoài ra, đem một ấu cùng nhị ấu tiểu bang hoàn cảnh trọng tân an bài, mỗi cái phòng học chứa đựng học sinh nhân số từ trước kia 30 người biến thành 40 người, cứ như vậy, hai trường gộp lại cộng 8 cái tiểu bang, nhiều nhất có thể chứa đựng 320 cái tiểu bang học sinh. Như vậy biến động chi hậu, tiểu bang trong phòng học so với trước chen chút một chút. Cũng may mỗi cách 10 ngày khảo thí, đều sẽ có nhân từ tiểu bang đi lớp trồi, cũng có người từ khai sáng bang thi đến tiểu bang, tất cả mọi người đều đang liều mạng học tập, liên quan với phòng học không gian vấn đề, ở ban đầu không thích ứng chi hậu, từ từ cũng không có ai để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Điền Gia Thôn Trường học tổng cộng chia làm vi mũi nhọn bang, chủ, lớp trồi, tiểu bang cùng khai sáng bang năm cái đẳng cấp, mỗi nhọn bang có 6 học sinh, chủ 10 người, lớp trồi 50 nhân, tiểu bang 220 nhân, khai sáng người nối nghiệp mấy bất định, ở 100 người đến 150 nhân trong lúc đó bồi hồi. Còn lại còn có một chút thôn dân, hoặc là là vừa tới còn ở thích ứng, hoặc là là tuổi xác thực quá lớn, còn có chính là tượng bạch gia tình huống đó, của bạch gia hạ nhân tuy rằng cũng coi như là điền gia thôn thôn dân, nhưng sẽ không đi vào lớp học. Điền Đường vẫn như cũ chỉ có thể tạm thời đem chuyện này ký ở trong lòng, chi hậu nên làm gì, còn cần bàn bạc kỹ càng. Trường học mới dựng thành không lâu, mỗi nhọn ban dạy học cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên muốn dạy chính là ghép vần. Này một khối dạy học, Điền Đường đúng là hoàn toàn không có nhúng tay, dù sao nàng tuy rằng cũng là thụ ghép vần dạy học lớn lên, nhưng ở phương diện này hoàn toàn không có hệ thống hiểu rõ quá, làm cho nàng đi giáo những này ngược lại sẽ quấy rầy du ninh dạy học kế hoạch. Có điều chi hậu tốt hơn một chút thiên lý, nàng luôn có thể nhìn thấy bạch phục linh từ bên người nàng đi qua, trong miệng nhắc tới trước a o e i u v còn có cái gì bình thiệt âm kiều thiệt âm trước giọng mũi sau giọng mũi nhìn tự mất hồn nhất dạng trước đây dạy học mặc kệ là ngữ văn biết chữ đặt câu vẫn là toán học tính toán người của bạch gia đều có cơ sở nhất định hơn nữa bọn họ nhân khá là thông minh học lên có thể dùng làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả thành quả cũng khá là xuất sắc nhưng lần này đối mặt hoàn toàn xa lạ ghép vần tất cả mọi người đều ở đồng nhất hàng bắt đầu thượng mặc dù là bác học nhiều tri bạch quán chúng cũng bị chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy ghép vần cấp làm khó lữ ôn dung hơi hơi khá hơn một chút chủ yếu là nàng coi như gặp phải kẹt cũng có thể mình một người yên lặng tiêu hóa mà không phải tượng bạch gia phụ tử hai như vậy tổng khiến người ta giác cho bọn họ hai có chút tinh thần hoảng hốt. Nhất làm cho điền đường kinh hỷ chính là cái kia gọi trang vũ nữ hài. Lại như Du Ninh từng nói, cái này trang vũ năng khiếu xác thực xuất sắc, ở quá trình học tập trung, điền đường có thể rõ ràng cảm giác được nàng cơ sở không có bạch gia nhân tốt như vậy, thế nhưng ở học ghép vần sinh hoạt, nàng năng khiếu rất dễ dàng hiển lộ ra, coi như là cùng bạch gia nhân so với, nàng thành tích cũng rất đột xuất. Vấn đề duy nhất đại khái là Trang Vũ tự hồ là không am hiểu theo người câu thông, rất nhiều thứ điền đường liền đứng bên cạnh nàng, nàng đều không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thật giống như điền đường người này không tồn tại nhất dạng. Đơn giản điền đường cũng cho rằng mỗi người cũng có thể có sự lựa chọn của chính mình, quan sát một trận, xác nhận Trang Vũ tạm thời ngoại trừ học tập ngoại không biệt tâm tư, liền lại đi làm chuyện khác. Những ngày gần đây, ruộng tốt bên trong khi ngưu đã thu hoạch hai tra, cho tới bây giờ, Điền đường trong tay tổng cộng chế ra 50 phân khu trùng dược, mỗi phân khu trùng dược thành vốn là khi ngư thành phẩm thêm vào 5 đồng tiền chế dược giới. Đối với nàng mà nói, khi ngư bản thân thành phẩm hầu như có thể gần tới với không, tương đương với khu trùng dược thành vốn là 5 đồng tiền, 50 phân khu trùng dược thành phẩm là 250 văn. Hiện tại Điền Gia Thôn Thôn Dân tổng cộng có hơn 500 nhân, muốn dùng ra cung tất cả mọi người khu trùng dược, cần phải có 2.500 văn điền đường kiểm kê mình ngạch trống, nếu như là ở trước đây, hai lượng bạc đối với nàng mà nói chính là một món chi tiêu không nhỏ, nàng nhất định sẽ do dự rất lâu, nhưng lần này, nàng hầu như không do dự quá thời gian dài, liền lựa chọn chế tác. 2.500 văn, có thể đổi lấy các thôn dân ở vài phương diện khác khỏe mạnh, số tiền kia hoa rất trị. Chi hậu một quãng thời gian, điền đường tận dụng mọi thứ loại không ít khi ngưu, lại dùng khi ngưu chế tác khu trùng dược, đợi được tích góp đủ 500 phân thời điểm, nàng ở giao dịch đại sảnh tuyên bố thông báo mới. Thông cáo là trước sau như một giảng lược phong. Tất cả mọi người cũng có thể bằng thẻ căn cước ở giao dịch đại sảnh lĩnh miễn phí, khu trùng dược, một phần, thả mỗi người chỉ hạn lĩnh một phần. Xác nhận đem thông cáo phát sinh sau, điền đường thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như trong thời gian ngắn tạm thời không cần lại chế tác khu trùng dược. Khoảng thời gian này nàng to lớn nhất buồn phiền chính là chế dược, kỹ năng dĩ nhiên cùng đầu bếp, kỹ năng nhất dạng, chỉ có chế tác không giống dược vật mới có thể trướng kinh nghiệm, cho nên nàng hiện tại chế dược kỹ năng kinh nghiệm chỉ miễn cưỡng hai điểm mà thôi. Điền đường đem hết thảy khu trùng dược đặt ở giao dịch đại sảnh trong kho hàng, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai nàng tỉnh lại thời gian hơi trễ, khi nàng mở mắt ra thời điểm, trước mắt đột nhiên nhảy ra liên tiếp nhắc nhở điền gia thôn thôn dân 100 người. Khỏe mạnh trị 1, điền gia thôn thôn dân 200 nhân. Khỏe mạnh trị 1, điền gia thôn thôn dân 300 nhân. Khỏe mạnh trị 1. Điền gia thôn thôn dân vượt qua 60% khỏe mạnh trị dân lên, khen thưởng bạc. 202, giảm đau thiếp. 500 phân, danh vọng 5. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 duy trì trật tự. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 67 Duy trì trật tự bạc Giảm đau thiếp Danh vọng Điền đường nhìn lần này khen thưởng, triệt để tỉnh lại. Không đề cập tới mặt sau hai cái khen thưởng, chỉ nói riêng bạc này một hạng, cũng đủ để cho nàng cảm giác được thoải mái. 200 lượng bạc khen thưởng, đại khái là nàng hết thảy nhiệm vụ trung, khen thưởng bạc nhiều nhất một lần, trước khó nhất, tiêu diệt, thổ phỉ cùng thôn xóm cấp 5 nhiệm vụ, nàng đều chỉ lấy đến 100 lạng cùng 120 lạng bạc, lần này khen thưởng hoàn toàn ở nàng dự liệu ở ngoài. Chớ nói chi là mặt sau giảm đau thiếp, cùng với tuy rằng tạm thời không biết có ích lợi gì, nhưng vừa nghe liền rất cao lớn thượng danh vọng trị. Kỳ thực nàng nguyên bản chế tác khu trùng dược tịnh không có dự định thu được cái gì, đơn thuần chỉ là một loại chấp niệm, cùng với đối một tay kiến thiết điền gia thôn yêu chuộng, nếu nàng bắt được khu trùng dược phương thuốc cùng có thể dùng để chế khu trùng dược khi ngưu, liền nhất định nàng muốn đem khu trùng dược chế ra. Mỗi phân dược vật 5 đồng tiền chế tác thành phẩm, thêm vào khi ngưu giá trị, dựa theo ở thành phẩm thượng lại định giá nguyên tắc, một phần khu trùng dược ít nhất muốn thụ giới 8 đồng tiền thậm chí 9 đồng tiền, nàng mới sẽ không lỗ vốn. Chỉ là nàng rất rõ ràng, lúc này tuyệt đại đa số thôn dân đối mình khỏe mạnh e sợ còn kém rất rất xa đối gian nhà cùng đồng ruộng lưu ý. Đỗ không phải nói bọn họ không sợ chết, mà là ở khu trùng, chuyện này, rất ít thật sự hội có thôn dân lưu ý, huống chi phải bỏ tiền mua. Muốn thực sự là như vậy, khu trùng dược tồn tại cũng là mất đi ý nghĩa. Đơn giản khu trùng dược thành phẩm không cao, coi như đối thôn dân toàn diện bao trùng, cũng hoa không được bao nhiêu tiền, ở thôn dân khỏe mạnh cùng này chút tiền lẻ so sánh thượng, điền đường chỉ là thoáng do dự một chút, liền quyết định muốn miễn phí phân phát. Chỉ có như vậy, những này khu trùng dược mới có thể chân chính đi vào thôn dân trong bụng, đưa đến bọn chúng tác dụng chân chính. Điền đường đứng dậy mặc quần áo tử tế xuống lầu, mới vừa đi tới cửa thang gác, đã nghe xuống lầu dưới đồ ăn mùi thơm, chỉ nghe mùi, liền có thể cảm giác được ngày hôm nay đồ ăn so với thường ngày muốn phong phú một ít. Tiểu mùi Điền đại nữ nghe âm thanh đã đi tới cầu thang dưới, ngước đầu xem điền đường xuống lầu. Điền đường đi tới một nửa, nhìn thấy trên bàn bữa sáng, hơi kinh ngạc. Ngày hôm nay bữa sáng tựa hồ so với bình thường muốn phong phú. Điền đại nữ khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngày hôm nay giao dịch đại sảnh cấp mỗi người đều đưa dược, đại gia đều nói khẳng định là ngươi tìm thần nữ nói rồi, mới có chuyện tốt như vậy, này không, tốt hơn một chút mọi người đưa đồ ăn lại đây, bảo là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Điền đường mặt lộ vẻ nghi hoặc. Điền gia thôn bị thần nữ che chở sự ở thôn dân bên trong từ lâu mọi người đều biết, trước mặt kệ là trong thôn phòng ốc kiến tạo, vẫn là con đường xây dựng, các thôn dân tự nhiên sẽ đem công loan ở thần nữ trên đầu. Điền đường tuy rằng có một cái thần sử thân phận, càng nhiều tồn tại lại như là một cái vật biểu tượng, đại gia hội tôn kính nàng, nhưng nhưng sẽ không đem nàng cùng thần nữ bãi cùng nhau, càng không cần phải nói đem những kia thần tích an ở trên người nàng. Điền đại nữ thấy điền đường nghi hoặc, biết nàng đang suy nghĩ gì, chủ động giải thích. Tiểu muội ngươi đã quên trước mấy thiên tú tú tỷ nữ nhi cái bụng không thoải mái ngươi cho nàng uống thuốc còn nói đây là cái gì trong bụng có trùng khu một hồi trùng là tốt rồi nghe điền đại nữ nói như vậy điền đường cũng nhớ tới quả thật có chuyện như thế điền gia thôn cũng hảo vẫn là từ phong thu trấn đến người cũng hảo phần lớn người đều có uống nước lã quen thuộc đại nhân cũng còn tốt chút tiểu hài tử thân thể yếu đuối cũng rất dễ dàng tiêu chảy đau ở điền đường trong trí nhớ nàng ở điền gia thôn những năm này cũng từng xuất hiện nhiều lần đau bụng tình huống chỉ là mỗi lần đau bụng đều sẽ không có người lưu ý đừng nói là điền phụ điền mẫu coi như là điền đại nữ cùng điền nhị nữ cũng đều sẽ không quá để ý chỉ nói không liên quan ngủ một buổi tối là tốt rồi người trong thôn sinh hoạt sớm thành thói quen như là đau bụng tình hình rất nhiều người đều sẽ coi nó là thành việc nhỏ vương tú tú nguyên bản cũng giống như vậy cũng không đem nữ nhi đau bụng coi là chuyện to tác, mãi đến tận con gái nàng thực sự đau đến không chịu được, nàng mới cầu đến điền đường nơi này, điền đường vội vã tìm bạch quán chúng hỗ trợ. Bạch quán chúng chẩn đoán bệnh kết quả là ăn hỏng rồi cái bụng, nhằm vào vương tú tú nữ nhi tình huống, hắn đưa ra kiến nghị là nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút dễ dàng nhập khẩu đồ ăn, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tự nhiên có thể tốt. Điền đường liền ở bên người, từ vương tú tú nữ nhi trong miệng, biết được nàng trừ ăn ra giao dịch đại sảnh bán đông tây ở ngoài, liền uống nước lã cùng mấy cái quả dại, tưởng khởi mình vừa chế thành khu trùng dược, liền để nàng ăn vào. Dùng không lâu sau đó, vương tú tú nữ nhi tình huống rất nhanh có giảm bớt, điền đường mới xác định tình huống của nàng hẳn là uống nước lã dẫn đến, liền nói điền đại nữ bây giờ nói lời nói này. Nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân này, điền đường mới quyết định hãy mau đem khu trùng dược làm được, sau đó nhanh chóng phân phát cấp thôn dân vì thế đại gia cho rằng là ta đi cầu thần nữ thần nữ mới chịu đáp ứng miễn phí cấp thôn dân đưa điền đường hỏi tuy rằng nàng hầu như đã xác nhận đáp án nhưng vẫn là muốn từ điền đại nữ trong miệng lần thứ hai xác nhận điền đại nữ chuyện đương nhiên gật đầu đại gia đều nói ngươi tâm tính thiện lương mới sẽ vì việc này đi cầu thần nữ chúng ta đều là thừa ngươi tình này không mới đưa tới như thế rất nhiều thứ muốn cảm tạ ngươi Điền đại nữ nói như vậy, hiển nhiên không chỉ là thôn dân, liền ngay cả nàng cũng giống như vậy cho là như thế. Điền Đường nghĩ đến trước ở nhiệm vụ tiếng nhắc nhở vang lên thì xuất hiện danh vọng năm, nàng xuống lầu trước vẫn còn đang suy tư danh vọng loại này hư vô phiêu miểu đông tây rốt cuộc muốn làm sao mới có thể bày ra, nhưng hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như biết rồi nguyên nhân. Trước kia Điền gia thôn phát triển ở Điền Đường hết sức dưới sự dẫn đường, các thôn dân cảm kích đều quay về tịnh không tồn tại thần nữ. Điền Đường bản thân ở thôn dân trong lòng địa vị kỳ thực tịnh không có cao như vậy. Nhưng lần này, bởi vì Điền Đường đem khu trùng dược miễn phí biếu tặng, hơn nữa Vương Tú Tú sự dẫn dắt, để các thôn dân rất dễ dàng nghĩ đến là Điền Đường đi cầu thần nữ, tự nhiên làm cho Điền Đường ở thôn dân trong lòng địa vị trướng. Đây chính là danh vọng năm nguyên nhân thực sự. Nàng nhìn một bàn lớn bữa sáng, trên mặt lộ ra nụ cười. Đại gia đều rất hiền lành. Điền Đại nữ cũng nở nụ cười. "Ân, bọn họ đều là người tốt." Bữa cơm này, Điền Đường vẫn ăn được cái bụng chống đỡ, mãi đến tận sát thực ăn không vô, nàng mới dừng lại miệng. "Không thể không nói, tuy rằng điền gia thôn hết thảy thôn dân bắt được đều là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, nhưng bởi vì tay nghề không giống, mỗi một gia làm được món ăn cũng sẽ có chỗ bất đồng, bữa này bữa sáng, Điền Đường liền ăn được rất nhiều loại không giống khẩu vị." có một loại ở ăn bách gia cơm cảm giác. Điền đường trên mặt lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Từ ban đầu nàng khôi phục ký ức sau, điền gia thôn bình tĩnh bị đột nhiên quấy rầy, toàn bộ thôn tử rơi vào tuyệt vọng, sau đó theo sinh hoạt trò chơi hai. Không lo dinh, điền gia thôn từ không còn gì cả trách nát hiện tượng, đến hiện tại các thôn dân áo cơm không lo, thật giống chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy tháng, nhưng trong đó trải qua, chỉ có nằm ở trong cuộc người mới có thể thật sự hiểu ăn uống no đủ, điền đường đi ra khỏi cửa, các thôn dân từng cái từng cái từ nàng bên cạnh gặp thoáng qua, mặt đối mặt thì, đều sẽ nói một câu chào buổi sáng. Mỗi một ngày bắt đầu, đều là mới tinh mỹ hảo một ngày. Điền đường đi tới giao dịch đại sảnh ngoại, ở đây, cũng không có thiếu thôn dân chờ ở bên ngoài, chờ lĩnh đến thuộc về bọn họ này một phần miễn phí khu trùng dược. Điền đường đến gần thì, chính nghe có người ở hét to. Xếp hàng xếp hàng xếp hàng, hảo hảo xếp hàng nghe đến chưa từng cái từng cái nếu như không hảo hảo xếp hàng cẩn thận ta quất ngươi điền đường nhíu mày đi vào rất dễ dàng liền nhìn thấy gọi hàng người chính mặt đối phương cũng nhìn thấy điền đường ở tại chỗ nghiêm câu nệ nhìn điền đường thần sử đại nhân điền đường nhíu mày ngươi ở duy trì trật tự không phải ta là chúng ta đối phương biểu hiện nghiêm túc lý ca cũng tới lý ca điền đường lần thứ hai hỏi ngược lại đột nhiên nhớ tới người trước mắt này thân phận người là nói lý nhị trụ nàng trước liền cảm thấy người trước mắt này khá quen khả lại không làm sao tiếp xúc qua vào lúc này nghe hắn nhấc lên lý ca danh xưng này đột nhiên nhớ tới nàng tại sao cảm thấy nhìn quen mắt dù sao giao dịch đại sảnh bên này lao tù trước sau liền đóng hai nhóm người nhóm đầu tiên là lý nhị trụ ba người nhóm thứ hai chính là người trước mắt này cùng huynh đệ của hắn Tuy rằng Điền Đường sẽ không quá quản chuyện này, nhưng mỗi ngày cũng sẽ từ giao dịch đại sảnh đi qua mấy lần, cũng là nhớ kỹ người trước mắt này dáng vẻ. Đối phương nghe Điền Đường hỏi như vậy thoại, cả người càng thẫn trương, bắt đầu nhìn chung quanh, ánh mắt gấp không được. Rốt cục, hắn trong ánh mắt có tia sáng, vội vã hướng về phía xa xa vẫy tay. Nơi này đều là nhân, Điền Đường tuổi còn nhỏ, thân cao ở trong đám người không hiện ra, cả người bị vây ở trong đám người mới nhìn rất dễ dàng quên lý nhị trụ đứng ở đằng xa cũng không chú ý tới điền đường thấy bên này có người vẫy tay cho rằng xảy ra chuyện gì vội vã chen qua đám người lại đây sau đó liền nhìn thấy điền đường lúc trước còn một mặt hăng hái lý nhị trụ trong nháy mắt yên cúi thấp đầu đứng lại không dám lộn xộn chỉ nhỏ giọng nói chuyện thần sử đại nhân điền đường nhìn hắn dáng vẻ cũng không nhịn được cười cố ý nói ta nghe nói, các ngươi quan hệ không tệ. Điền đường vừa dứt lời, Lý Nhị Trụ liền lập tức ngẩng đầu hướng về phía tên còn lại mạnh mẽ nghe răng, sau đó sẽ quay đầu lại thì, liền nhìn thấy điền đường dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. Lý Nhị Trụ thở dài một tiếng. Kỳ thực ta cũng không phải nhất định phải với hắn lui tới, chỉ là có chút sự không bị khống. Điền đường bừng tỉnh. Há, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không đúng không đúng không phải, Lý Nhị Trụ vội vã phủ nhận, ở điền đường ánh mắt nhìn kỹ, đem trước phát sinh sự rõ ràng mười mươi báo cho, hắn gọi Vương Tràng, ta với hắn ở phong thu trấn liền nhận thức. Lúc trước chúng ta ở phong thu trấn thời điểm, đều là lưu manh, cả ngày đều không làm chính sự, ta cùng tính tình của hắn cũng có chút tương tự, bình thường nhìn thấy đều là có thể ồn ào lên, tính toán có mấy phần một núi không thể chứa hai cọp ý vị. Năm ngoái thời điểm, ta ôm không có ý tốt tâm tư, theo các ngươi đến điền gia thôn nguyên vốn là muốn kiếm bộn không nghĩ tới điền gia thôn dĩ nhiên sẽ tốt như thế liền ở lại nơi này này ở lại liền trụ đến phong thu trấn kéo dài người đến vương tràng cùng ta cũng như thế không nghe khuyên bảo đến thời điểm cùng tâm tư của ta nhất dạng hắn bị giam ở này trong lồng tre thời điểm ta còn đến xem quá hắn nhiều lần vương tràng nghe đến đó ở một bên biểu môi ngươi tại sao không nói ngươi là đến xem ta náo nhiệt lý nhị trụ trừng hắn ngươi không ngại ngùng nói là ta đem ngươi nhốt vào trong lồng tre sao còn có chuyện lần này ta còn không tìm ngươi tính sổ đây ta này không phải còn giúp ngươi duy trì trật tự tới thần sử đại nhân lại đây câu hỏi không tìm ngươi tìm ai vương tràng mạnh miệng ngụy biện chỉ là lúc nói chuyện bao nhiêu mang theo vài phần chột dạ lý nhị trụ nắm tay ở trước mắt hắn quơ quơ điền đường nhìn hai người không phải vậy. Các ngươi trước tiên đánh một trận. Vương Tràng lắc đầu liên tục. Ta không với hắn đánh. Lý Nhị Trụ cũng không lại cùng Vương Tràng phân cao thấp, lập tức giải thích. Thần sử đại nhân, sự tình chính là như vậy, ta với hắn không đánh nhau thì không quen biết, bọn họ từ trong lồng tre sau khi đi ra, trong thôn không ai dám tiếp cận, chỉ có ta dẫn bọn họ, này thường xuyên qua lại, bọn họ liền cuốn lấy ta, ta nghĩ trước bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ban trong thôn làm chút chuyện cũng hảo, liền để bọn họ giúp ta ở này lý duy nắm trật tự, không nói những cái khác, bọn họ mấy cái bàn đại eo thô đứng ở chỗ này, cũng có mấy phần khí thế, sẽ không có. Người dám quấy rối. Điền đường gật đầu, nhìn về phía đang giúp trước duy trì trật tự mấy người, lại quay đầu lại nhìn Lý Nhị Trụ. Lý Nhị Trụ bé ngoan đứng bất động. Điền đường ngẩng đầu dẫn bọn họ làm việc lao lực sao không tính lao lực lý nhị trụ lắc đầu mặc kệ là ta hay là bọn hắn lúc trước ở phong thu trấn thời điểm sở dĩ tổng gây sự kỳ thực vẫn là bởi vì ăn không đủ no hay là từ nhỏ đói bụng hơn nhiều chúng ta đối chiếc kia ăn luôn có chấp niệm cho nên mới phải làm chuyện xấu ta không muốn cầu đại gia tha thứ chúng ta quá khứ chuyện sai lầm chỉ là hy vọng bọn họ sau đó không muốn làm tiếp sai sự điền đường chỉ là lẳng lặng nhìn hắn Lý Nhị Trụ hít sâu một hơi. Nếu như ta không dẫn bọn họ, bọn họ sớm muộn hội dẫm lên vết xe đổ, khả chỉ cần có ta ở, chí ít ta có thể bảo đảm, chuyện đã qua chắc chắn sẽ không phát sinh nữa. Vương Tràng nắm tay. Thần sử đại nhân, ta chắc chắn sẽ không cho ngài gây phiền toái. Điền đường thật sâu nhìn hai người, hồi lâu mới ở hai người căng thẳng ánh mắt nhìn kỹ gật đầu. Hảo, ta hội nhìn, tất cả lấy thời gian làm chuẩn lời nói của nàng vừa ra, hai người đều rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Làm sao thu xếp? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 làm sao thu xếp, các ngươi đi theo ta đi. Khê Lâm huyện ngoại, thỉnh thoảng hội có chạy nạn mà đến dân chạy nạn ở thị trấn ngoại tụ tập dân chạy nạn môn trung có cùng đường mặc lộ, nhưng vẫn như cũ bảo thủ bản tâm người, cũng có bách với đói bụng cùng bệnh tật áp lực, bất đắc dĩ đi tới trái pháp luật phạm tội chi đường người. Tịnh không phải nói hết thảy dân chạy nạn đều là người tốt, nhưng tuyệt đại đa số dân chạy nạn, bọn họ đã từng cũng chỉ là người bình thường. Ngày hôm đó, Lâm Thành Phúc lại mang người đến Khê Lâm huyện bán xà phòng, ra khỏi thành thì bị một đám dân chạy nạn vây nhốt đã bị đói bụng choáng váng đầu óc dân chạy nạn môn từ từ trở nên không lý trí, trên mặt bao nhiêu đều mang theo vài phần tàn nhẫn. Lâm Thành Phúc tịnh không có bỡ ngỡ, cũng nói thẳng ra để dân chạy nạn môn với hắn đi. Dân chạy nạn môn từ lâu làm tốt cùng Lâm Thành Phúc chờ nhân khởi xung đột chuẩn bị, đột nhiên nghe được Lâm Thành Phúc để bọn họ theo đi, đều có chút không bình tĩnh nổi. Lâm Thành Phúc nắm dây cương, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn dân chạy nạn môn. Các ngươi muốn không phải là một cái ăn, đi theo ta, ta có thể cho các ngươi ăn, tiền đề là các ngươi nhất định phải nghe lời. Hắn vừa mới nói xong dưới, rất nhiều khó tránh khỏi môn một mạch đều quỳ xuống, dùng dập biểu thị mình nhất định hội nghe lời, khẩn cầu lâm thành phúc cho bọn họ một con đường sống. Cũng có mấy người vẫn như cũ đứng, nắm chặt trong tay một côn, trong ánh mắt mang theo vài phần không có ý tốt. Chúng ta không muốn nghe những khác, ngươi đem ăn lưu lại. Lâm Thành Phúc cười gằn. Nơi này nhưng là khê lâm huyện, không động võ, các ngươi còn có thể dựa vào đòi hỏi danh nghĩa hành cướp đoạt chi thực, khả nếu là thật động võ, các ngươi cho rằng khê lâm huyện huyện lệnh hội khoanh tay đứng nhìn. Cướp đoạt cũng chia vài loại, nếu như không động võ, bọn họ bắt được lương thực, đó là đòi hỏi, không tính cướp đoạt, khê lâm huyện huyện lệnh cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ khi nào động võ, liền chứng thực, cướp đoạt, tên tuổi, ở hiện tại thiên hạ tình thế bên dưới chỉ cần khê lâm huyện huyện lệnh đồng ý những người này thậm chí còn sẽ bị chụp lên đỉnh đầu tạo phản mũ lâm thành phúc từ trên ngựa cuối người mỉm cười trước nhìn mấy người khê lâm huyện trời cao hoàng đế xa huyện lệnh không muốn gây chuyện thị phi cũng không sợ cấp trên trách tội lúc này mới đem bọn ngươi nhốt tại thị trấn ngoại khả nếu là có người vì hắn đưa lên một đại công lao nói thí dụ như trấn áp một làn sóng tạo phản người các người nói hắn là muốn hay là không muốn? Cái này câu hỏi, Lâm Thành Phúc hỏi hết sức cùng không có lòng tốt, cũng làm cho cầm vũ khí mấy người đều có chút kiên kỵ. Bọn họ nguyên bản chỉ là phổ thông bình dân, nếu không phải là bởi vì chiến loạn tần phát, cũng sẽ không đi tới con đường như vậy. Trước mắt Lâm Thành Phúc này vừa hỏi, mấy trong lòng người đều có chút lo sợ bất an, thậm chí trong tay nắm vũ khí cũng đều cầm không vững. Lâm Thành Phúc xem mấy người như vậy, ngồi thẳng nắm chặt dây cương. Để cho các ngươi đi theo ta, là cho các ngươi một cái sống sót đường, các ngươi cướp lương thực mục đích không chính là vì sống sót sao, trước mắt vừa vặn có một con đường như vậy, các ngươi lại vẫn dám cầm vũ khí theo ta đối lập. Lại là một lần công tâm cuộc chiến. Lần này, mấy nhân vũ khí trong tay rốt cục không thể cầm chắc, dùng dập cúi đầu quỳ xuống. Lâm Thành Phúc dắt ngựa từ trong đám người đi qua. Muốn sống liền đi theo ta, không muốn sống mệnh, các ngươi có thể lưu chờ chết ở đây. Nói xong, hắn không chờ mọi người phản ứng, trực tiếp rủi ngựa ly khai, thậm chí không có trì hoãn tốc độ. Phía sau người lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, dù cho là lão đảo chạy, cũng không muốn lạc hậu một bước. Lâm Thành Phúc cùng Điền Đường không giống, Điền Đường lần trước đến khê Lâm huyện dẫn người trở lại, là trực tiếp mang người trở về Điền Gia Thôn, trên đường cũng có bao nhiêu nghỉ ngơi nhưng lâm thành phúc nhưng là vẫn khoái mã trung gian hầu như không có dừng lại nhóm người này cũng không có bị đưa đi điền gia thôn mà là để bọn họ trước tiên ở phong thu trấn đặt chân trụ hạ đơn giản cho phần cơm ăn chi hậu liền để bọn họ đi đào cừ tường nghiễm nhiên có mấy phần muốn đem phong thu trấn chế tạo thành điền gia thôn ở ngoài đệ nhị pháo đài ý tứ điền gia thôn ưu thế ở chỗ khu an toàn bình phong có đạo kia màu xanh lam bình phong ở không người nào dám manh động nhưng thời đại này chân chính bình phong dựa vào chính là nhân công kiến tạo cản trở nói thí dụ như tường thành lại nói thí dụ như sông đào bảo vệ thành điền đường cũng không biết lâm thành phúc ở phong thu trấn làm sự mãi đến tận vài ngày sau nàng mới từ mai kỳ trong miệng biết được lâm thành phúc ở phong thu trấn làm sự lúc đó điền đường đang ngồi ở tam ấu trong phòng làm việc phê chữa lần này thăng cấp thi bài thi mai kỳ liền đứng ở một bên Nói xong Lâm Thành Phúc ở phong thu trấn làm sự chi hậu, trên mặt mang theo vài phần bất mãn cùng phẫn quốc. Điền đường thả tay xuống bên trong bài thi, nghi người sang đối diện trước hắn. Ngươi cảm thấy hắn làm không đúng. Mai Kỳ chần chờ, trong mắt có bao nhiêu tâm tình lộ ra, cũng không dám mở miệng nói thật. Không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ sao nói vậy, điền đường bình tĩnh đạo, ngươi biết tính cách của ta, xưa nay không sẽ vô cớ phát hỏa. Tự nhiên cũng sẽ không ở chuyện như vậy thượng cùng ngươi tính toán. Mai Kỳ cắn răng, lấy hết dũng khí mở miệng. Ta cho rằng hắn làm không đúng, những kia dân chạy nạn vốn là trải qua đau khổ, thật vất vả mới có một cái cư trú vị trí, bây giờ rồi lại muốn liều mạng, hay là ở trong mắt hắn, những người này đều chỉ là làm việc công cụ." Điền Đường bật cười. Ngươi là đang nói ngươi mình sao?" Mai Kỳ cúi đầu, biểu hiện eo hẹp ta chỉ là ăn ngay nói thật thần sử đại nhân trước cũng từ khê lâm huyện mang đến một nhóm dân chạy nạn khả thần sử đại nhân vẫn luôn coi bọn họ là thành chân chính người để bọn họ tự lực cánh sinh thế nhưng lâm thành phúc làm cùng ngài làm không giống nhau kỳ thực là nhất dạng điền đường chuyển động trong tay bút ta cũng hảo lâm thành phúc cũng hảo chúng ta làm sự trên bản chất tương đồng mặc kệ là ở điền gia thôn vẫn là ở phong thu trấn đối những kia dân chạy nạn tới nói đang không có so sánh tình huống hai người này không có gì khác nhau ngươi hiểu ý của ta không mai kỳ suy nghĩ một chút gật đầu lại lắc đầu vậy ta thay cái hỏi pháp điền đường đứng dậy nếu như là ngươi bởi vì chiến loạn không thể không lan bạc kỳ hồ ngươi đã tốt hơn một chút thiên không có chính kinh ăn qua một bữa cơm ngươi rất rõ ràng nếu như còn tiếp tục như vậy ngươi nhất định sẽ chết đói lúc này không có điền gia thôn chỉ có phong thu trấn ngươi là đồng ý đi phong thu trấn vẫn là đồng ý vẫn ở lại Khê Lâm huyện ngoại, mãi đến tận có một ngày chết đói hoặc là bị trở thành giặc cướp. Mai Kỳ nhíu mày, nghĩ đến rất lâu mới cuối cùng đã rõ ràng rồi điền đường ý tứ. Tuy rằng Lâm Thành Phúc xác thực vẫn ở bên mặt hất hàm sai khiến, nhưng hắn xác thực cho ta một con đường sống, ở Phong Thu trấn, ta có thể có một con đường sống, nhưng ở lại Khê Lâm huyện ngoại, nhất định là một con đường chết. Điền Đường nở nụ cười nếu như là ngươi ở lâm thành phúc vị trí kia, ngươi hội làm so với hắn càng tốt sao? Mai Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn nàng. Phong thu trấn không có khu an toàn. Vâng, phong thu trấn không có khu an toàn, điền đường đi tới trường học trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đã hoàn toàn biến dạng cảnh sắc, điền gia thôn rất tốt, điểm này người ta đều rất rõ ràng, khả nếu như không có khu an toàn, không có thần nữ, cũng sẽ không có như bây giờ điền gia thôn, đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng thái độ hiện tại đối xử các thôn dân mai kỳ đứng ở sau lưng nàng theo điền đường tầm mắt cũng nhìn ra phía ngoài quyền lợi cùng uy nghiêm mới thật sự là kinh sợ điền đường quay đầu lại ngươi gần nhất học tập thế nào mai kỳ không nghĩ tới điền đường lại đột nhiên hỏi vấn đề này còn tưởng rằng là hắn gần nhất thành tích gây nên điền đường bất mãn vội vã giải thích thần sử đại nhân ta vẫn luôn có ở hảo hảo học bình thường đi học cũng vẫn ở chăm chú nghe giảng chỉ là ta không thể thi đậu mũi nhọn bang xin lỗi ta không phải hỏi cái này điền đường lắc đầu mũi nhọn bang tình huống nàng lại quá là rõ ràng muốn đi mũi nhọn bang tuyệt không là chỉ có nỗ lực là có thể nếu như ngươi học gần đủ rồi liền đi một chuyến phong thu trấn đi tạm thời thay thế lâm thành phúc ở phong thu trấn công tác để hắn đến điền gia thông học một khoảng thời gian mai kỳ kinh ngạc nhưng là thần sử đại nhân không phải nói hắn làm không sai sao điền đường bình tĩnh gật đầu nói thì nói như thế nhưng hắn tư duy vẫn bị ràng buộc không thể nhảy ra cái thời đại này giàn giáo suy nghĩ vấn đề sau đó các ngươi phải xử lý sự còn có rất nhiều cũng không thể vẫn để hắn ở bên ngoài đầu một mình phấn khởi chiến đấu thuận tiện ngươi mang mấy người quá khứ suy tính một chút làm sao mới có thể tỉnh thì dùng ít sức mà đem tường thành làm ra đến mỗi người tư duy ý nghĩ đều đến từ chính hắn trong cuộc đời nhìn thấy nghe được học được Đông Tây. Lâm Thành Phúc xác thực thông minh, hơn nữa có thể học một biết mười, nhưng hắn tư duy hạn chế ở thời đại này, làm việc thời điểm cũng sẽ theo thói quen dùng cái thời đại này tư duy, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng sau một khoảng thời gian, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Phiền toái lớn nhất chính là Lâm Thành Phúc ở phong thu trấn thượng làm cho người ta truyền vào nội dung cùng với nàng không giống, trường kỳ xuống, có thể sẽ xuất hiện một ít tiểu mầm họa mai kỳ lần này rất nhanh sẽ nghe hiểu điền đường ý tứ lập tức gật đầu vâng thần sử đại nhân này điền gia thôn sự cũng phải giao cho lâm thành phúc sao cái này không cần điền đường lắc đầu ở nàng đối lâm thành phúc tương lai kế hoạch chung tạm thời vẫn không có ý định này trên tay ngươi công tác hiện tại cũng không phải quá nhiều ngươi tìm cá nhân giúp ngươi xử lý một chút ngược lại qua một thời gian ngắn ngươi còn phải quay về Mai Kỳ nghe Điền Đường Chính Mồm nói hắn qua một thời gian ngắn còn phải quay về, lập tức thở vào nhẹ nhõm, đối với đi phong thu trấn sự cũng cam nguyện rất nhiều. Đúng rồi, ngươi lần này đi phong thu trấn, đem Lý Nhị Trụ cùng Vương Tràng bọn họ mang tới, cụ thể mang bao nhiêu người, ngươi cùng Lý Nhị Trụ thương lượng một chút, Điền Đường nhớ tới việc này, nhìn Mai Kỳ, mặc kệ là ngươi vẫn là lâm thành phúc, các ngươi đều thiên hướng động não, động võ sự, để Lý Nhị Trụ cùng Vương Tràng bọn họ đi làm hội càng thích hợp. Mai Kỳ không nhịn được thấp giọng lầm bầm. Chơi xấu sự bọn họ cũng rất thích hợp. Điền đường bật cười. Vậy ngươi giác cho bọn họ cùng ngươi cùng đi được không? Được, thích hợp. Nói tới chính sự, Mai Kỳ cũng là chăm chú suy nghĩ quá, để bọn họ theo ta đi, quả thật có thể đưa đến không ít tác dụng, hơn nữa Lý Nhị Trụ đầu óc cũng rất thông minh, hay là có thể đến giúp ta không ít việc ban đầu thời điểm mai kỳ đối lý nhị trụ quả thật có phiến diện nhưng khoảng thời gian này học tập để hắn từ từ đối lý nhị trụ sản sinh đổi mới những khác không đề cập tới liền nói lý nhị trụ cái kia tính tình dĩ nhiên thật có thể bình tĩnh lại hảo hảo học tập liền có thể làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa điền đường thấy mai kỳ đối để lý nhị trụ theo cùng đi sự tịnh không có bài xích cũng gật đầu ân vậy ngươi cảm thấy điền gia thông sự tạm thời giao cho ai tốt hơn Mai Kỳ hầu như không do dự, nói thẳng. Điền Hồng Thảo đi. Điền Đường nhíu mày. Ồ. Mai Kỳ nhìn Điền Đường vẽ mặt, vội vã giải thích. Ta như thế tuyển, tuyệt không phải là bởi vì nàng là ngài tỷ tỷ, mà là bởi vì nàng xác thực thích hợp làm công việc này. Điền Đường cười liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời. Hảo, nếu ngươi đã quyết định được rồi, ngươi đi theo Hồng Thảo tỷ thương lượng, giao tiếp công tác, sau đó ngươi mang theo lý nhị trụ bọn họ đi trên trấn, thuận tiện để Lâm Thành Phúc mang mấy người trở về, hiện tại ở trên trấn đám kia nhân, đều về được trùng mới nhập học. Mai Kỳ lập tức gật đầu. Rõ ràng, ta vậy thì đi làm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 Các ngươi tìm ta Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 69 các ngươi tìm ta, Lâm Ca, thần sử đại nhân có phải là đối với ngươi có phiến diện? Nguyên Minh, cấm ngôn. Khấu Nguyên Minh về một hồi trạm lên, khắp khuôn mặt là không vui. Nàng nếu không là đối với ngươi bất mãn, làm sao hội vào lúc này bảo ngươi đi điền gia thôn? Chính là, Lâm Ca, lần này chúng ta là thật sự không thể nhịn được nữa, ngươi thật vất vả dẫn theo nhân trở về kiến thiết phong thu trấn, nàng ngược lại tốt, cũng không thương lượng với ngươi một tiếng, cũng làm người ta lại đây thế ngươi này không phải là muốn cướp công lao của ngươi nói rõ nàng chưa hề đem ngươi để ở trong lòng lâm ca chúng ta không thể như vậy nuốt giận vào bụng lâm ca lâm thành phúc cao mày nhìn mấy người vì thế ở trong mắt các ngươi là ta bị ủy khuất chẳng lẽ không đúng sao khấu nguyên minh trước tiên lên tiếng ngươi ở phong thu trấn lâu như vậy vẫn cẩn trọng khoảng thời gian này cũng làm rất nhiều chuyện khả nàng tùy tiện gọi cá nhân lại đây, đã nghĩ thay thế ngươi, vẫn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, dựa vào cái gì. Ở khấu nguyên minh dẫn dắt đi, mấy người còn lại cũng đều bày ra một mặt không hài lòng vẻ mặt. Lâm Thành Phúc hít sâu một hơi. Nếu như vậy, nguyên minh, Enda, La Trung. Các ngươi theo ta cùng đi điền gia thôn. Khấu Nguyên Minh tiến lên một bước. Lâm ca, chúng ta khả đều là ủng hộ ngươi, ngươi đem chúng ta toàn bộ mang đi điền gia thôn phong thu trấn làm sao bây giờ đến thời điểm chúng ta từ lâm gia thôn đi ra phong thu trấn nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân ta tâm ý đã quyết lâm thành phúc không có cho bọn họ nhiều lời cơ hội người nhà của các ngươi cũng đều ở điền gia thôn vừa vặn theo ta đồng thời đi xem bọn họ một chút khấu nguyên minh còn muốn lên tiếng lâm thành phúc trực tiếp đánh gãy được rồi nên nói ta đã nói rồi ngươi không cần nói thêm nữa chuyện này ta không có ý kiến các ngươi cũng không cho phép có ý kiến dọn dẹp một chút đông tây ngày mai chúng ta liền đi điền gia thôn nói xong lâm thành phúc xoay người ra ngoài chỉ đem mấy người ở lại trong phòng trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau khấu nguyên minh nắm tay mạnh mẽ ở trên bàn gõ một cái nguyên minh nếu không chúng ta vẫn là nghe lâm ca đi khấu nguyên minh cao mày không nghe hắn chúng ta có thể làm sao cái kia gọi mai kỳ tiểu tử sẽ không là cố ý nịnh hóc đi ra chứ cái kia mai kỳ ta không quen thế nhưng ta nhận ra cùng mai kỳ cùng đi ra đến những người kia đầu lĩnh này hai cái một người tên là lý nhị trụ một người tên là vương tràng trước cũng là phong thu trấn người mà là vẫn là lưu manh lần này theo bọn họ đồng thời đến những kia chính là bọn họ trước ở phong thu trấn thủ hạ la trung nói rằng bọn họ quả nhiên không có lòng tốt Khấu Nguyên Minh hừ một tiếng, nếu Lâm Ca đã tuyệt đối, ta chắc chắn sẽ không nhiều lời, thế nhưng chờ chúng ta đi Điền Gia Thôn, ta nhất định phải cùng thần sử đại nhân hảo hảo nói chuyện này, tin tưởng ai không được, một mực tin tưởng mấy tên côn đồ. Ngươi cũng không nên sằng bậy, nếu như đắc tội rồi thần sử đại nhân, chúng ta đều sẽ không dễ chịu. La Trung cao mày. Yên tâm, ta như là loại kia ngu xuẩn sao. Khấu Nguyên Minh cười gằn, trong lòng bắt đầu đánh tới bàn tính. Một bên khác, Lâm Thành Phúc ra ngoài chi hậu, trực tiếp đi tìm Mai Kỳ, mang theo Mai Kỳ đến chỗ làm việc, làm việc vụ giao tiếp công tác. Hiện tại Phong Thu trấn chủ yếu liền hai việc, một cái là bán xà phòng, còn có một cái chính là quản lý những kia trước đây không lâu mới vừa bị nhận được Phong Thu trấn dân chạy nạn. Những kia dân chạy nạn hiện nay đối Phong Thu trấn sinh hoạt rất hài lòng, người để lý nhị trụ bọn họ giúp ngươi nhìn cũng hảo, nhưng có một chút, đồ ăn cung cấp muốn đuổi tới đối những kia dân chạy nạn tới nói đồ ăn mới là quan trọng nhất lâm thành phúc cường điệu nói hắn rất rõ ràng những kia dân chạy nạn sở dĩ nghe lời nguyên nhân mai kỳ cười nhìn hắn ngươi thật giống như chưa từng có ở điền gia thôn ở qua thời gian tương đối dài lâm thành phúc sửng sốt một chút không hiểu mai kỳ hỏi như vậy nguyên nhân mờ mịt gật đầu vâng mai kỳ giơ tay vỗ vỗ hắn kiên ngươi yên tâm đi lần này ta đi ra thần sử đại nhân cố ý để ta mang không ít lương thực phong thu trấn sự tạm thời có thể giao cho ta các ngươi về điền gia thôn chi hậu nhất định muốn hảo hảo học tập không cần học quá tốt chờ các ngươi thi đậu lớp chồi cũng sắp điểm ra đến thay chúng ta lâm thành phúc ngạc nhiên thế các ngươi đương nhiên a à, mai kỳ lập tức sừng sộ lên ngươi không phải là muốn muốn vẫn ở lại điền gia thôn chứ ta cảm thấy ngươi vẫn tương đối thích hợp ở phong thu trấn bên này làm việc, dù sao nơi này mới là ngươi sân nhà, ngươi tới làm cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, đúng không? Lâm Thành Phúc nhìn Mai Kỳ vẻ mặt, rất dễ dàng liền nhìn ra Mai Kỳ đúng là chăm chú đang nói lời nói này, trong nháy mắt nghĩ đến khấu nguyên minh chờ nhân lo lắng, hoàng hồn thì đã bật cười. Mai Kỳ cau mày. Ngươi cười cái gì? Không, ta chẳng qua là cảm thấy đón lấy học tập nên rất thú vị, Lâm Thành Phúc vội vã xua tay, ngươi yên tâm, ta hội hảo hảo ở Điền Gia Thôn học tập, chắc chắn sẽ không kéo dài. Tốt nhất là như vậy, các ngươi nếu như tha kéo dài kéo, chúng ta nhất định phải đắc ở lại phong thu trấn, vậy cũng không được. Mai Kỳ nghiêm túc nói, trực tiếp đứt đoạn mất Lâm Thành Phúc muốn kéo dài đường lui. Lâm Thành Phúc vẫn như cũ cảm thấy buồn cười. Khấu Nguyên Minh bọn họ còn đang lo lắng Mai Kỳ hội vẫn ở lại phong thu trấn, không chịu giao ra phong thu trấn quyền lợi, nhưng lại không biết Mai Kỳ cũng muốn sớm một chút về Điền Gia Thôn, đối phong thu trấn tất cả hoàn toàn xem thường. Có điều hắn cũng không có đi theo khấu nguyên minh bọn họ nói tới Mai Kỳ dự định, mà là trực tiếp mang theo khấu nguyên minh chờ nhân, cùng với phong thu trấn bộ phận bách tính, cùng đi Điền Gia Thôn. Lâm Thành Phúc cùng khấu nguyên minh chờ nhân không phải lần đầu tiên đến Điền Gia Thôn, nhưng những người dân này nhưng là lần đầu tiên tới. Khoảng thời gian này, phong thu trấn hướng về điền gia thôn chuyển vận thôn dân sự vẫn luôn không có gián đoạn trên căn bản mỗi cách một quãng thời gian sẽ có một ít bách tính bị đưa tới mà phong thu trấn bách tính ở từ bọn họ trong miệng biết được điền gia thôn tình huống sau từ lâu không thể chờ đợi được nửa tưởng muốn đi qua thậm chí vì để tránh cho có người chen ngang bọn họ đối ngoại ý tứ cực kỳ nghiêm ngặt chỉ là chi mấy lần trước đều là hướng thiện đem người đưa tới sau đó đưa xong liền trở về lần này nhưng là lâm thành phúc cùng khấu nguyên minh chờ nhân theo đồng thời đến tặng người bọn họ cũng lần thứ nhất nhìn thấy các thôn dân bị đưa tới nơi này chi hậu tình huống đám này bách tính tình huống cùng trước lại có chút không giống trước kia bởi vì vật liệu gỗ không đủ cùng với tài chính không đủ điền đường tạo nhà gỗ thời điểm cũng phải tạp trước tối điểm mấu chốt nhưng hiện ở trong tay nàng tài chính đầy đủ hơn nữa theo thôn dân số lượng càng ngày càng nhiều mỗi ngày đều hội có lượng lớn gỗ bị bán ra đến giao dịch đại sảnh. Vật liệu gỗ đầy đủ, tài chính cũng sung túc tình huống, điền đường cũng không lại cần tạp trước điểm mấu chốt. Hiện nay điền gia thôn tổng cộng có 160 đống tân nhà gỗ, trụ hạ trước đến toàn bộ thôn dân sau khi, còn sót lại 8 đống không tân nhà gỗ, đám này đến điền gia thôn bách tính tổng cộng có 36 nhân, nếu như dựa theo một đống nhà gỗ trụ 4 người để tính, có thể ở dưới 3-2 người. Lúc này vừa tới điền gia thôn thôn dân từ lâu không giống trước như vậy không tìm được manh mối, bởi vì này mấy lần đến thôn dân đều là phong thu trấn bách tính, cơ bản đều triêm thân mang cố, coi như không đi hỏi người khác, chỉ hỏi hỏi những người thân này, liền có thể đem điền gia thôn tình huống hiểu rõ một cách đại khái. Biết được hiện tại mua nhà gỗ có thể bắt được bất động sản chứng chi hậu, những người này đều không chút do dự lựa chọn dùng tiền mua. Cuối cùng, tám đống nhà gỗ toàn bộ thụ ra, vào ở tân nhà gỗ người tổng cộng là 28 nhân, còn lại 8 nhân thì lại vẫn như cũ tạm thời ở tại lão một trong phòng, chờ đợi một nhóm nhà gỗ tạo tốt. Điền đường một lần nữa xác nhận nhà gỗ tình huống. Hiện nay 160 đống nhà gỗ, kỳ thực là nghiêm ngặt dựa theo trình tự dựng thành, mỗi bài 10 đống, nhà gỗ mã hóa cũng từ số 1 đến số 10, tổng cộng là 16 bài nhà gỗ. Đứng ở chính giữa có thể sẽ không phát hiện, nhưng nếu như ở khu an toàn trên bản đồ xem, vẫn là dài ra chút, nếu như còn như vậy đi xuống bài, có thể sẽ biến thành rất dài một loạt. Điền đường trên địa đồ nhìn kỹ một chút, ở này một loạt nhà gỗ ngoại, có chút mặt đất bị đồng ruộng chiếm cứ, thả hiện nay những này đồng ruộng còn có người khi trồng. Không do dự quá lâu, nàng liền lựa chọn từ thôn dân trong tay đem những này đồng ruộng mua về đến, thả cung cấp dùng ngân lượng mua cùng dùng đồng ruộng đổi thành hai loại phương pháp chuyện này nàng giao cho điền hồng thảo đi làm vốn cho là điền hồng thảo hội không quá thích ứng không nghĩ tới nàng làm bất ngờ không sai chuyện này không tính phiền phức điền gia thôn thôn dân đối điền đường từ từ bay lên tín nhiệm cũng làm cho điền đường ở thôn dân trung có rất lớn danh dự không lâu sau đó trước kia tân nhà gỗ bên cạnh đất trống bị chỉnh đốn đi ra tân nhà gỗ liền tạo ở khối này trên đất trống thả trực tiếp mệnh danh là điền thôn nhị khu Tân tiểu khu lần thứ nhất tạo nhà gỗ, điền đường một hơi tạo 20 đống nhà gỗ, phân biệt là một loạt cùng nhị bài, tiêu tốn 20 lạng bạc. Nếu như là lúc trước, điền đường nhất định phải đau lòng một trận, nhưng lúc này, vẹn vẹn bỏ ra 20 lạng bạc đã không thể trong lòng nàng nhất lên quá sóng lớn. Cho tới bây giờ, cấp 6 nhiệm vụ hoàn thành độ phân biệt là thôn dân. 600, 552, 600, phòng ốc. 250, 220, 250, lớp học. 4, 4, 4, 4, trong thôn xóm tâm công chức. 10, 1 phần 10. Đối lập năm cấp đầu nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này chỗ khó đã không ở thôn dân trên người. 600 nhân nhiệm vụ, đến hiện tại đã hoàn thành 552 nhân, chỉ cần từ phong thu trấn lại đưa hai nhóm người lại đây là có thể đạt đến yêu cầu. Phòng ốc yêu cầu là 250 đống, hiện tại trị số là 220 đống, từ phòng ốc cùng thôn dân tỷ lệ xem, chờ nhiệm vụ đến cấp 6 thì, phòng ốc số lượng không chỉ có sẽ không thiếu, ngược lại sẽ cung lớn hơn cầu, nói cách khác coi như hết thảy thôn dân toàn bộ vào ở tân nhà gỗ, cũng sẽ có một ít nhà gỗ bị không trí. Lớp học số lượng đã đạt tiêu chuẩn, vấn đề này không lớn. Cái cuối cùng là trong thôn xóm tâm công chức, cái chức này công bên trong đã đạt tiêu chuẩn một kỳ thực là điền đường mình, tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ này, còn cần có chính cái công chức nàng đại khái tính toán một chút, ngoại trừ nàng ở ngoài, Mai Kỳ, Lý Nhị Trụ, Vương Tràng có thế tính, Điền Hồng Thảo miễn cưỡng tính toán một cái, Lâm Thành Phúc tính toán, Chu Lý Viễn cũng có thế tính, cứ như vậy, thì có 7 người, lại kiếm ra ba người, đạt đến 10 người tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nhiệm vụ này độ khó không ở nhân số, nếu như chỉ là đơn giản kiếm ra 10 người trở thành công chức cũng không khó, khó chính là những người này thật sự phải có tương quan trong công việc dung. Xác nhận điểm này chi hậu, điền đường ra ngoài, dự định đi tìm Lâm Thành Phúc nói một chút chuyện này, lần này Lâm Thành Phúc trở về, cũng dẫn theo những người này, nếu như những người này có thể lấy ra một hai, cũng có thể tập hợp một tập hợp. Thuận tiện với bọn hắn nói một tiếng khảo thí sự, bọn họ cùng những học sinh khác không giống, tạm thời không thể ở điền gia thôn tiêu hao quá nhiều thời gian, vì thế không cần thiết tuân thủ 10 ngày một lần khảo thí quy luật, chỉ cần bọn họ học tập đạt tiêu chuẩn, sớm để bọn họ khảo thí thăng cấp có thể sẽ thích hợp lâm ca ngươi không nói ta đi nói chuyện này ta nhất định phải tìm thần sử đại nhân muốn lời giải thích điền đường đi tới chỗ ngoặt vừa vặn nghe được phía trước tranh chấp hơi nhíu mày nàng nghe xong một lúc càng nghe càng cảm thấy buồn cười thậm chí suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng thấy phía trước mấy người tranh chấp rất lâu vẫn không có kết quả nàng giơ tay vỗ vỗ mặt của mình thu hồi nụ cười bản khởi dọa người mặt đi ra ngoài. Các ngươi tìm ta. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Dứt khoát hẳn hoi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 Dứt khoát hẳn hoi, ngươi. Điền đường đột nhiên xuất hiện, để tranh luận không ngớt mấy người đều ngậm miệng lại. Điền đường nhìn về phía lâm thành phúc. Lâm Thành Phúc ôm quyền không người. Thần sử đại nhân. Vừa vặn đi ngang qua, nghe được các ngươi nói tới muốn tìm ta, điền đường mỉm cười, có chuyện gì nói thẳng đi, không cần thiết giấu giấu giếm giếm, dù sao điền gia thôn muốn phát triển, còn cần dựa vào chư vị hỗ trợ. Khấu Nguyên Minh thực sự nhịn không được, tiến lên một bước. Thần sử đại nhân, ta chỉ là muốn hỏi tại sao đột nhiên đem chúng ta gọi ra, rõ ràng hiện tại phong thu trấn phát triển vừa vặn điền đường ngẩng đầu nhìn hắn ngươi cảm thấy hiện tại phong thu trấn phát triển vừa vặn khấu nguyên minh nghe điền đường ngữ khí luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng vẫn là nhắm mắt nói tự nhiên hiện tại phong thu trấn đi nghiêm nhập quỹ đạo chính là phát triển then chốt thời cơ lâm ca cũng định được rồi đón lấy phong thu trấn chuyện cần làm thần sử đại nhân đột nhiên đem chúng ta gọi trở về thực sự là thực sự là có chút kết hợp trước mấy người tranh luận nội dung điền đường rất dễ dàng liền biết rồi hắn nói như vậy nguyên nhân vì thế ngươi cảm thấy ta cố ý đem các ngươi gọi trở về là bởi vì ta nghĩ đẩy ta người của mình đi phong thu trấn quản sự lời đã nói tới chỗ này khấu nguyên minh không thể không nhắm mắt đi xuống tiếp ngoại trừ nguyên nhân này ta nghĩ không ra những khác điền đường nở nụ cười xoay người nhìn về phía lâm thành phúc ngươi đây ngươi cùng ý nghĩ của hắn nhất dạng lâm thành phúc lập tức lắc đầu thần sử đại nhân kỳ thực ta trời vừa sáng đã nghỉ trở về đi học chỉ là tổng không có thời gian hiện tại có cái cơ hội tốt này tự nhiên là không thể tốt hơn điền đường có thể nhìn ra lâm thành phúc ý nghĩ cùng lời của hắn nói xác thực nhất trí lại nhìn vẫn như cũ không phục khấu nguyên minh nguyên bản nàng còn muốn muốn nói chút những khác nếu lâm thành phúc trong lòng nắm chắc những người này giao cho lâm thành phúc đi quản sẽ tốt hơn ân ừ. Ngươi nói ta biết rồi, Điền Đường nhìn Khấu Nguyên Minh, các ngươi đã không muốn ở lại Điền Gia Thôn, chỉ cần có thể thi đậu lớp trồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi phong thu trấn, còn Mai Kỳ, Điền Gia Thôn sự còn cần hắn làm, hắn sẽ không ở phong thu trấn lưu quá thời gian dài, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Khấu Nguyên Minh thẳng tắp nhìn về phía Điền Đường. Điền đường vẫn như cũ bình tĩnh. Được rồi, không có chuyện gì ta trước hết đi rồi, sau đó có việc bất cứ lúc nào tìm ta phần lớn thời điểm ta đều sẽ ở tam ấu bên kia các ngươi không rõ ràng điền gia thôn tình huống không tìm được có thể tìm người hỏi thăm nói xong lời nói này điền đường không có tiếp tục lưu lại trực tiếp xoay người ly khai chuyện ngày hôm nay đối với nàng mà nói tịnh không tính đặc thù thậm chí ở nàng kế hoạch bên trong ban đầu điền gia thôn hết thảy thôn dân đều không có văn hóa trên căn bản điền đường nói cái gì các thôn dân sẽ làm thế nào dù cho sau đó bạch gia chờ nhân lại đây cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đối trong thôn một ít biện pháp sản sinh nghi vấn khống nguyên minh chờ nhân đối điền đường điều động nhân sự có nghi vấn cũng ở trong dự liệu thậm chí theo điền gia thôn thôn dân toàn thể tri thức trình độ tăng lên tình huống như vậy sau đó còn có thể lần thứ hai phát sinh dù sao phổ thông thôn dân theo đuổi chỉ là ăn no mặc ấm mà những người thông minh này theo đuổi nhưng là càng sâu lợi ích Thế nhưng ở điền đường nơi này, chuyện khác cũng có thể thương lượng, chỉ có tri thức một chuyện không thể thương lượng, hết thảy điền gia thôn thôn dân học nội dung nhất định phải đều là giảng kiểu chữ cùng chữ số Ả Rập, văn hóa đa dạng hóa cùng phồn vinh không phù hợp nàng phát triển kiến thiết điền gia thôn lợi ích. Nàng cần chính là thuộc thông đời sau tri thức nhân tài, mà không phải am hiểu bác cổ văn, thi khoa cử nhân tài. Điền đường về tới trường học, ngồi ở trong phòng làm việc. Du Ninh ngẩng đầu làm sao ngươi thật giống không cao hứng lắm dáng vẻ cũng không phải không cao hứng điền đường nằm ngoài trên bàn điền gia thôn cần phát triển tự nhiên sẽ cần càng ngày càng nhiều nhân tài nhưng ta lý niệm với bọn hắn lý niệm đều sẽ có xung đột ta đang suy tư làm sao mới có thể dung hợp lẫn nhau song phương lý niệm vậy hãy để cho điền gia thôn trở nên mạnh mẽ đi du ninh bình tĩnh đạo điền đường ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng du ninh nở nụ cười nói cho cùng mọi người đối tri thức theo đuổi là vì mạnh mẽ chỉ cần điền gia thôn đủ mạnh lại người có cốt khí cũng sẽ bởi vì điền gia thôn mạnh mẽ mà khuất phục thực sự hiểu rõ tri thức người thông minh càng dễ dàng khuất phục điền đường thẳng tắp sống lưng du ninh vẫn như củ mỉm cười nhìn nàng ngươi rất rõ ràng ta nói chính là cái gì hay là ngươi có thể lại dứt khoát hẳn hoi một ít rõ ràng nắm giữ cái thời đại này ai đều không thể ngang hàng bàn tay vàng tại sao muốn tiểu tâm giựt giật đâu? Điền đường ánh mắt sáng lên. Du ninh nhấc mâu nhìn nàng. Điền đường nở nụ cười, từ chỗ ngồi đứng dậy. Ngươi nói đúng, hiện tại điền gia thôn đã có dứt khoát hẳn hoi năng lực, không cần lại như trước kia nhất dạng tiểu bộ đi tới, chúng ta bước chân có thể bước lớn hơn chút nữa. Là nàng bị cố hữu tư duy hạn chế. Điền gia thôn từ ban đầu phát triển đến hiện tại, đều là nàng một tay xử lý, muốn nói rõ ràng nhất Điền Gia Thôn phát triển trong quá trình gặp phải vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là nàng mình. Từ năm trước mùa đông cho tới bây giờ đã muộn xuân, tổng cộng trải qua hơn 5 tháng thời gian, ở thời gian dài như vậy bên trong, nàng gặp phải có nhiều vấn đề, đồ ăn không đủ, ngân lượng không đủ, vật liệu không đủ, vải vóc không đủ, cây bông không đủ, tất cả những thứ này, nàng đều trải qua. Nàng đã quen đi một bước xem một bước, mỗi một bước đều muốn tính toán tỉ mỉ. Nhưng này là trước, khi đó Điền Gia thôn không có lương thực, không có ai, hơn nửa phòng ốc rách nát, hết thảy thôn dân cũng đều một không đáng kể, có thể đi tới hiện tại tình trạng này, có thể nói đã là kỳ tích. Tiếp tục làm từng bước xuống, tự nhiên cũng có thể phát triển rất tốt, khả này muốn bao nhiêu thời gian đâu. Dựa theo phong thu trấn hướng về Điền Gia thôn tặng người tốc độ, cơ bản mỗi cách 7, 8 thiên tài hội đưa một nhóm người lại đây, một lần ba mươi mấy nhân một tháng cũng mới hơn 100 người, một năm liền hơn 1.000 người, như thế chọn người đặt ở khắp thiên hạ trong phạm vi, có điều là muối bỏ biển. Nhìn lại một chút nhân gia chiến tranh, mỗi lần đều là mấy vạn đại quân, mười mấy vạn đại quân thậm chí mấy trăm ngàn đại quân, nếu như dựa theo tốc độ của nàng, mười năm mới có thể tích góp đủ một vạn người, còn chưa đủ nhân gia một cuộc chiến tranh thương vong số lượng. Vận khí hảo đi tới điền gia thôn người tự nhiên có thể trải qua ngày thật tốt, người khác đâu hoặc là những kia bách tính coi như trong mấy năm nay có chuyện vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ vận may không tốt đây rốt cuộc là ai vấn đề điền đường thật sự rất chăm chú suy nghĩ vấn đề này cuối cùng được ra kết luận là nàng mình là nàng cách cục quá nhỏ dẫn đến hiện tại điền gia thôn phát triển quá mức vững vàng khả dựa theo bình thường phát triển rõ ràng không nên như vậy điền đường mở ra trò chơi bản Lựa chọn khu an toàn một hạng cho tới bây giờ, điền gia thôn thôn xóm đẳng cấp là level 5, khu an toàn tổng cộng có 50 km vuông, nhưng nàng khoách tăng khu an toàn, nhưng cũng chỉ có 10 km vuông mà thôi, có điều là hiện nay nàng nắm giữ khu an toàn to nhỏ một phần năm. Như vậy tỷ lệ, thực sự không quá hợp lý. Lúc này lão trường học. Từ điền đường sau khi rời đi, mấy người vẫn luôn không nói gì, mãi cho đến lập tức bắt đầu đi học mới có người lên tiếng lâm thành phúc trước tiên xoay người đi thôi lâm ca khấu nguyên minh gọi lại hắn ta đã làm sai điều gì sao rõ ràng ta nói không sai tại sao ngươi không cao hứng ta không hề không vui ta chẳng qua là cảm thấy nên do các ngươi mình lo lắng những vấn đề này lâm thành phúc thần sắc bình tĩnh ngươi cho rằng ngươi đang vì ta bất bình dùng thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hay là ở lại phong thu trấn mới là thần sử đại nhân chân chính từ bỏ chúng ta làm sao có khả năng ngươi rõ ràng làm được tốt như vậy khấu nguyên thanh thoát chạy bộ đến lâm thành phúc trước mặt ngươi rõ ràng làm tốt như vậy phong thu trấn rõ ràng tốt như vậy chỉ cần ngươi ở nơi đó thời gian dài thần sử đại nhân nhất định có thể nhìn thấy ngươi làm những kia mà lại nói đến cùng thần sử nàng cũng chỉ là một cái phổ thông nữ hài nàng có cái này danh tiếng chỉ có điều là nàng vận khí hảo liên lụy thần nữ nếu như không phải im miệng. Lâm Thành Phúc cao mày gào thét. Khấu Nguyên Minh lùi về sau một bước. La Trung Thượng trước đem người đỡ lấy. Lâm ca, Nguyên Minh hắn chỉ là lưu ý ngươi mà thôi. Lâm Thành Phúc hít sâu một hơi. Ta biết, khoảng thời gian này các ngươi cũng đã làm nhiều lần sự, vì thế các ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng, không cam lòng mình làm những chuyện kia bị xóa bỏ, vì thế ta mới mang bọn ngươi về Điền Gia Thôn. Các ngươi không hiểu, các ngươi hoàn toàn không hiểu điền gia thôn tồn tại ý nghĩa cùng với điền gia thôn đối với chúng ta ý nghĩa các ngươi cho rằng ở điền gia thôn này thật tốt là nơi nào đều sẽ có sao các ngươi cho rằng ngoại trừ điền gia thôn ở ngoài còn có chỗ nào hội đại phí hoảng hốt khai kiến như thế nhiều lớp học mặc dù là hoàng thất cũng sẽ không có như vậy quyết đoán lớp học ý nghĩa đến cùng là cái gì các ngươi hiểu không nói thật kỳ thực ở mai kỳ xuất hiện ở phong thu trấn nói cho ta chuyện này thời điểm nội tâm của ta kỳ thực là nhảy nhót bởi vì chuyện này ý nghĩa là thần sử đại nhân không có quên chúng ta nàng vẫn nhớ ta ký cho chúng ta điền gia thôn phát triển cần nhân nhưng cần không phải ngu muội vô tri người còn các ngươi tùy tiện đi tìm một cái bây giờ ở điền gia thôn đến trường người bọn họ hay là đều so với các ngươi muốn xuất sắc nếu như các ngươi vẫn là vẫn duy trì ý nghĩ của chính mình ta sẽ cân nhắc có phải là lại muốn mang bọn ngươi đi phong thu trấn. Ở lúc nói chuyện, Lâm Thành Phúc vẫn tâm tình sụp sôi, nhưng khi hắn nói xong câu nói sau cùng, hắn tâm tình đột nhiên bình phục, thả đã không thể là chuyện này nhất lên bất luận rung động gì. Không có ai là không thể thay thế, bao quát hắn, cũng bao quát khấu nguyên minh chờ nhân. Sơ cấp bang đều là một ít vừa tới điền gia thôn người, hoặc là thực sự ngốc, mỗi nhận thức một chữ đều cực kỳ gian nan người, cần phải hao phí thời gian rất lâu, mới có thể đem lão sư giáo sư nội dung ký ở trong lòng. Lâm Thành Phúc rất thông minh, thế nhưng mặt với trước mắt những này hoàn toàn mới tri thức thì, cũng cần tiêu tốn trăm phần trăm nỗ lực. Khấu Nguyên Minh chờ nhân theo Lâm Thành Phúc tiến vào phòng học, cũng không dám lại tiến đến hắn trước mặt, chỉ có thể tìm cái góc ngồi xuống, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Này một bài giảng, tự hồ bất ngờ yên tĩnh mãi đến tận đột nhiên vang lên sắc bén âm thanh không tốt màu xanh lam bình phong không gặp làm sao hội không gặp thật sự giả làm sao bây giờ chúng ta phải làm sao cho phải là không phải là bởi vì chúng ta không đủ nỗ lực vì thế thần nữ từ bỏ chúng ta bọn học sinh rộn rộn ràng ràng từ trong phòng học lao ra từng cái từng cái trên mặt đều mang theo quyết tuyệt vẻ mặt tựa hồ gặp phải không cách nào cứu vãn khốc liệt sự kiện Lâm Thành Phúc chờ nhân phản ứng hơi hơi trì độn, cũng rất nhanh đuổi tới các thôn dân bước tiến. Màu xanh lam bình phong là điền gia thôn hết thảy thôn dân trong lòng bùa hộ mệnh, ít đi đạo kia màu xanh lam bình phong ý vị như thế nào, hết thảy thôn dân trong lòng đều lại quá là rõ ràng, nếu như đạo kia màu xanh lam bình phong thật sự biến mất không còn tâm hơi, hoặc hứa điền gia thôn an ổn nhật tử cũng đi đến điểm kết thúc. Chúc mừng ngoạn gia, khu an toàn đạt đến 20 km vuông, chúc mừng ngoạn gia, Quản sắc đặt thành công, chúc mừng ngoạn gia, lò gạch đặt thành công, chúc mừng ngoạn gia, luyện thiết lô sơ cấp đặt thành công. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.